Đi cổ tay. Ủa phải cái này không ta? Ôi trời, lớn quá vậy. Mèn đét mẹt ơi, lớn quá, lớn quá. Hello, Thanh Bo xin chào đại gia đình. Cảm ơn quý vị đã quay lại với kênh của Thanh Bo Media. Cả nhà test dùm bé Bo âm thanh ok không ạ? Âm thanh ok, cả nhà có thể cho bé Bo số 2 được không thưa quý vị? Âm thanh ok cho bé Bo số 2 ạ. Hello chị Lan Hồng, hello Tuyết Trần, hello Lan Lam, hello Bé Tư Quỳnh. Hello chị Vi Cai, xin chào Lục Bình Tím. Rồi chào kênh thứ hai là chào chị Vi Cai, chào cô Anna Selander. Cả nhà ơi, âm thanh ok, cả nhà có thể test cho bé Bo âm thanh ok. Nếu mà cho ok thì cho số 2 quý vị. Bữa nay đổi thiết bị âm thanh livestream không biết là nó có ổn hay không nữa. Alo 1 2 3 4 5 6 7. Alo 1 2 3 4 5 6 7 quý vị. 6 7 6 7 cái thành phần Lào nó ngao màn quý vị. Cái thành phần Lào mà nó tràn hẳn tẩy chay nha cả nhà. Man dead map ơi, video kêu tẩy chay nha quý vị. Trời ơi cái micro này xong nhận nó nhại hết biết nhại quý vị nha. Cái đồ người ta tặng mà không xài. Mà vô tình đó là cái micro mà cái micro hát livestream đó thì nói nó có cái độ vang. Còn cái micro mà để mà cái cục thủ nụ này nè, cái cục thủ nụ này nè quý vị nha, là nó bị đứt dây, nó bị đứt dây thiều rồi, nó bị đứt dây sung rồi quý vị nha, bị đứt dây sung rồi, nó bây giờ không có luồn dây chuối được, cho nên bây giờ lấy cái đồ mà ngày xưa mà có khán giả tặng cho cái bé Bo cái này nè, cái này 300 mấy đồng quý vị, ôi mèn đét mẹt ơi, 300 mấy đồng quý vị nha, mà nghe âm thanh rất là ok hay không thưa quý vị, âm thanh bén không, âm thanh xuất sắc không quý vị, chép đồ bát đồ âm thanh, cả nhà thấy xuất sắc chưa, xuất sắc thì cả nhà cho số 2 nhá. Chào Vân Đặng, chào chị Nga Ngô, chào chị Phạm Thị, chào cô Phạm Thị Hạnh, chào Hương Thanh, chào Thúy Kiều, chào Hệ Lò. Rồi, âm thanh ok cho bé Bo số 2 quý vị. Trước khi đi vào video này thì cho phép Thanh Bo xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý các bác anh chị em trong và ngoài nước, nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin thưa đại gia đình thì ôi mèn đét mẹt ơi vậy đó hả? Hồi ôi. Năm gâu like hả? Trời ơi bé Bo biết đâu, biết đâu mà sao ngộ hay lúc này sao mà nói chung là giờ nhiều thông tin quá quý vị, cho nên là anh em like quá giờ này, cho nên là nó hít hình hịt quý vị nha, nó hít hình hịt quý vị. Trời ơi anh năm gâu like hả? Năm gâu gì giờ nhiều năm gâu quá, năm gâu nào quý vị? Năm gâu xì to hay là năm gâu nào quý vị? Trời ơi like tới giảm nhỏ xíu ha, mid DC này lớn quá hả, nó bể tiếng hả? Ôi mèn đét mẹt ơi, sao mà nó lớn dữ vậy nè. Dặn đâu trời. Cái này có nút dặn không? Anh Trường 1975. Giảm nhỏ xíu. Cái mic này lớn quá, nó bể tiếng. Ủa giờ có cách nào chỉ dặn bé Bo không quý vị? À đây đây, nó có đồ lăn lăn nè. Cái đồ lăn lăn này phải không đây? Này cộng 5 hả? Trừ lại coi. Cộng 4, cộng 3, cộng 2. Alo, 1, 2. Rồi âm thanh ok chú quý vị. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thôi. Chị Nga Ngô hả? Vẫn thích bé Bo hơn hả? Trên cái cục nhận á hả? Trời ơi cái này người ta cho bé Bo không biết xài quý vị. Cái cục nhận đúng rồi, bé Bo chỉnh lại rồi. Ok chú gì ha, chỉnh lại còn còn cộng 0 à, nãy cộng tới 5 lần. Này hình như nó cộng tới 12, cộng 5 hay như là cộng 0 là vừa quý vị ha, vừa chú gì. Năm đâu like tới 700 người xem, màn đét mẹt ơi. Bé Bo có biết đâu vậy, biết gì bé Bo mở like chi, trời ơi là trời. Trời ơi, chị Nga Ngô vẫn thích bé Bo hơn. À cái này được nè. Cái này được nè quý vị. Vẫn thích bé Bo hơn là cái này được nè quý vị, cái này là quan trọng nè. Quan trọng là đại gia đình có thích bé Bo hay không, đúng không? Tại vì trong một cái like thưa đại gia đình, nói chung á là nhiều khán giả like xem thì cũng ok lắm. Nhưng mà cái quan trọng là khán giả xem lại. Có những khán giả mà khi mà họ xem lại họ ủng hộ cho bé Bo đó, bé Bo rất là vui thưa quý vị. Bình thường ví dụ như bé Bo like chừng mấy chục người thôi. Nhưng mà khi mà cái người ta xem lại cái lượt like của vậy nha, nó gầm khoảng 400-500 người ấn like.
tức là chứng minh rằng là họ đã xem lại video của mình. Mà thường xem lại đó, nó lợi thế một cái là khi xem lại thì bắt đầu là có cái lợi về cái quảng cáo, thú vị, có lợi về quảng cáo, về cái lượt xem và cái thời gian xem, quý vị, thì nó sẽ chất lượng hơn. Thật sự mà nói, nếu mà mình like mà cái kiểu mà trực tiếp như thế này mà được nhiều người xem đó, mà sau đó buông ra, thí dụ like một lần là 400-500, 700 người xem đó, mà buông ra cái view nó cao thì quý vị, nhưng mà cái thời gian, xin thưa quý vị, cái thời gian là nó không có nhiều. Tức là theo Bao biết nha, là khi mà xem nguội lại mà cái thời gian nó lâu, nó dài đó, thì bắt đầu là cái lượng view, cái lượng tương tác cũng như là cái thời gian và cái tiền quảng cáo nó cũng nhiều hơn, thú vị à, chứ không phải là like nhiều là ngon quý vị ha. Like nhiều thì nói chung là thông tin nó hot, nhưng mà người ta chỉ xem một lần thôi, ít khi nào xem lại nha. Đấy, like gần xong rồi ha, vụ gì mà tới 700 người xem dữ trời vậy trời. Cái vụ này không lo mà lo vụ gì không à, mèn đét mẹt ơi. Hello chị Chelsea xì lo lo anh, hello chị Phương Trần nha, đó, hello Vân Trần, Nguyễn Thành Lanh đó, chị Nga Ngô thích bé bo nhất, không chửi khán giả comment cũng văn minh hài hước. Mẹ đẹp mẹ ơi, không chửi. Hello chị Vân Trần nha, thường ủng hộ em bé bo, trời ơi thấy vui gì ta, vui lắm gì nha, một cái like đông mà. Xin thưa gì, nãy giờ qua super chat cho 5 câu chưa vậy mẹ ơi, chị Chay xì, chị Vi Kai qua qua lì xì chưa, chị Phương Trần có lì xì cho 5 câu chưa, trời ơi 700 người xem ha, sao mà cái vụ gì mà hấp dẫn ta. Xin thưa gì, bữa nay cho bé bo nhiều chuyện bữa nha, đâu mất tiêu rồi. 5 câu hả, 5 câu gì, 5 câu quánh dưới 5 câu coi ra cái nào like đây, 5 câu xì to hay là 5 câu thời gian hay 5 tivi, trời nhiều 5 câu quá. Ai đây 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 đây, có đây, có đây, có đây, cái vụ gì đây, trời ơi mèn đét mẹt ơi, súp chánh nhóc luôn là hả, ngon nghỉ, trời ơi vậy là vô mánh rồi, vô khúc luôn rồi. Vô khúc cái gì mèn ơi, sướng quá, hàng chi xuống like chi trời, chắc kêu này bé bo xuống like, bé bo bánh chào bánh chơi quý vị. Vụ gì rồi, vụ gì mà căng dữ vậy nè, vụ gì mà căng cái mặt ổng căng dữ vậy, vụ gì, vụ gì, có ai có kẻ chưa, năm gâu hôm qua quá trời quá đất. Ủa vụ gì đây, ai à, gì ô dê ô dê gì ô mê cũng dụ 10 cái bill hả, cũng dụ 10 cái bill hả, ok à, có ok rồi, trời ơi súp chánh quá trời luôn hả, trời ơi sướng như trời, chị chơi xì lên, chị hết tiền rồi chị hết tiền rồi. Ai kêu ngày hôm qua xì, lì xì cho mấy bo quá trời chi, hôm qua lì xì chi rồi bữa nay không có tiền để mà lì xì mọi người hả, tại năm gâu để thì đề sốc quá hả, ôi là mèn đét mẹt ơi, thôi bây giờ mình chơi kiểu thực tế quý vị nha, để hồi gọi anh rảnh coi lại coi cái nhiệm vụ gì mà quá trời giữ trần dưới đất nè. Bây giờ xin thưa quý vị, nói chung là mỗi người mỗi cách chia sẻ, mọi người nói chung là ủng hộ cho anh em thì cũng vui ha, nhưng mà mỗi người có cách làm việc khác nhau. Riêng bé bo thì bé bo chọn theo cái cách riêng của mình, tức là bé bo theo một chủ đề là bé bo theo sát, tức là một chủ đề khi mà chúng ta miêu tả về một cái cây đi thì cái lá sao, cái bông sao, cái thân sao và cái rễ sao, cái gốc sao, cái gì để chúng ta biết được là cái cây đó nó hình thù như thế nào và cái tác dụng ra làm sao, thưa đại gia đình đó, cái điều mà quan trọng là như vậy đó. Nói chứ không phải là bây giờ có rất là nhiều anh em có rất là nhiều thông tin, thật sự là bây giờ rất là nhiều thông tin quý vị, thông tin chửi nhau, thông tin nói qua rồi nói lại, rồi thông tin này thông tin kia quý vị, nhưng mà cái quan trọng ở chỗ là chúng ta theo sát một chủ đề, nó chết một chỗ một chủ đề đó để làm gì, để cho khán giả theo dõi và người ta sẽ hiểu rõ rất là tất tần tật về toàn diện một cái câu chuyện, để chúng ta nhìn nhận một câu chuyện nó không tránh bị sai lệch. Cái cách bé bo làm việc là như vậy. Khi mà xong cái này xong, không chủ đề này bắt đầu nó đầy đủ rồi, hoặc là khi mà bé bo không còn tìm được một cái cơ sở nào nữa về một cái chủ đề thì bé bo bắt đầu sẽ tìm một cái chủ đề mới, và khi tìm chủ đề mới thì sẽ chuẩn bị trước rất là nhiều những nội dung từ cái A cái B cái C cái trái cái phải cái trên cái dưới, để bé bo miêu tả toàn diện cho quý vị về cái vụ mà liên quan đến cái tính chất của cái một cái sự việc như vậy đó. Nga Ngô, ba chị em mình bảo vệ bé bo nha, cho xì la lon Vikai và em hả, bảo vệ bé bo hả, vụ gì vậy, vụ gì vậy, mua ủng hộ hàng cho bé bo gì, mua ủng hộ, mua hàng ủng hộ cho bé bo hết chiến rồi. Hết chiến rồi hả, nói gì nói với chị, ít người thì cũng buồn quý vị ha, ít người thì cũng buồn, nhưng mà không có gì, không có mợ thì chợ vẫn đông hang đấy, có nhiều mình xài nhiều quý vị. Thì xin thưa đại gia đình, ngày hôm qua bé Bo đã đề cập một cái sự việc liên quan đến cái vụ 10 cái bill, tức là
Ở đây đó là bé Bo đóng vai trò là cái người là phân tích chia sẻ, và chúng ta tìm hiểu một góc độ, một cái câu chuyện nào đó chúng ta có quyền đặt ra giả thiết. Thì cái việc mà bé Bo phân tích chia sẻ thì bắt đầu là cô Hoa đó, hay là cô Huệ, cô Hè gì đó ha, Hoa Huệ Hè gì đó, thì cổ nghe bé Bo rồi bắt đầu là cổ bắt đầu cổ gọi điện cho ông La Liếm, rồi bắt đầu đặt ra những cái câu hỏi. Thì cái việc câu hỏi đặt ở đây á, là không phải là chúng ta vu khống người ta, không phải là chúng ta quy chụp người ta, mà khi cái người mà đối phương mà là ông La Liếm đi mà không có trực diện trả lời với bà Hoa thì lại làm cho khán giả cộng đồng mạng lại đặt một cái vấn đề rằng ôi mèn đẹp mẹt ơi, ông này có vấn đề. Đúng hay không quý vị? Một cái cuộc điện thoại mà trao đổi với bà Hoa như thế này thì cả nhà thấy rằng là đâu đó tại sao ông này không trả lời thật. Những gì bà Hoa đặt câu hỏi nó rất là đơn giản, mà cái đơn giản này nó đã thay đổi cục diện rất là nhiều thứ gì. Thay đổi cục diện rất là nhiều. Chẳng hạn như là bây giờ thế này nha. Đây. Trời sao mà nó lớn quá vậy ta? Alo 1 2. Đây 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 từ 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 từ. Đây đây đây. Đâu rồi? Mục tiêu rồi, đây. Sáng tôi có nghe được trên đài nói là chú trong tay chú đang giữ 10 cây biêu gốc, thì tôi muốn hỏi chú là nếu trong tay chú có 10 cây biêu gốc thì tôi xin chú hãy đưa lên cho mọi người biết. Còn về 10 cây biêu mà biêu giả chú còn nhớ không? Chú có hỏi tôi nhiều lần, cô ơi tại sao cô gửi những cây biêu mà cô che đậy lại như vậy, thì tôi nói là chú hỏi Mắt Đinh đi, những cây biêu mà giả mà che đậy như vậy ấy, thì chú hỏi Mắt Đinh, còn thì tôi không có biết 10 cây biêu đó. Còn tôi cứ nghe trên đài nói á, là chú nói là trong tay chú đang là giữ 10 cây biêu gốc, thì tôi nói đi chú, nếu mà chú thấy tôi gửi cho chú 10 cây biêu gốc thì tôi xin chú hãy đưa lên cho cộng đồng mạng biết. Mà thật sự tôi không hề gửi cho chú 10 cây biêu dấp gốc hay giả gì hết. Ok. Khoan, coi dừng ở đây. Ok, rồi, ok, sao? Con nghe, con thấy là con chưa bao giờ dùng cái từ là 10 cái biêu gốc ở đâu hết á. Tôi chưa bao giờ là dùng 10 cái biêu gốc ở đâu hết á. Mèn đẹt mẹt ơi. Ai nói là cô kiểm tra lại nha? Không có nha. Tôi không có dùng 10 cái biêu gì chân nha cô. Trời ơi. Ai nói thì kiểm tra lại nha. Tôi là không có dùng 10 cái biêu gốc. Quý vị có nghe rõ không cái gì? Quý vị cứ nghe rõ chưa đại gia đình? Nghe rõ thì comment chữ rõ giùm mấy bo thưa đại gia đình. Ok, thì ở đây đó, trước đó thì có hai cái cơ sở mà bé Bo đã đề cập cho quý vị. Một đó là cái dòng trạng thái tin nhắn giữa ông ta với cái chị giàu Tôn Pháp. Dòng tin nhắn chứng minh rằng là ông ta có 10 cái bill không chè. Đó là một yếu tố. Ok, chú gì? Đó là một yếu tố, ok. Rồi, một cái yếu tố thứ hai là chính miệng ông ta đã từng nói rằng là ông ta có trong tay là 10 cái bill. Đúng không? Nhưng mà lúc đó nhiều người cho rằng ồ, nó chưa có thuyết phục, nó chưa có đầy đủ. Và trước đó có một cái yếu tố nữa liên quan đến tin nhắn, cái việc trao đổi năm râu đã thừa nhận trên mạng xã hội là bản thân ông này đã đưa cho năm râu là 10 cái biểu. Thì dựa vào bao yếu tố đó, tới giai đoạn ngày hôm nay ông La Liếm không dám lên trên mạng xã hội để mà đối chất với bà Hòa. Thì quý vị nên nắm ngay chỗ cái mấu chốt này, tại sao ông ta không dám đối chất và tại sao ông ta không lên một cái bài thuyết trình để mà có sự phản biện lại và chứng minh cộng đồng mạng rằng tôi là một người trong sạch, hoặc là tôi chưa từng để làm gì để mà khẳng định với cộng đồng mạng là tôi có 10 cái biêu, hoặc là tôi là người chưa nói về 10 cái biêu đó, hoặc là tôi chưa nhận bà Hoa từ 10 cái biêu đó. Ông ta không có dám lên nói thứ gì. Phải chăng một điều rằng ông ta đang rất sợ hay sao? Ông ta đánh chống lảng và chuyển sang một chế độ là đang binh vực bảo vệ cho hai cái mạnh thường quân nào đó là cái chú Liêm gì đó, ok, với một cái người phụ nữ nào đó. Thì việc đánh chuyển hướng như vậy, chuyển tông như vậy để cho khán giả mù mờ đi, nhưng mà đừng quên rằng ở đây còn bé Bo, ok. Thì quý vị, nhiều khán giả là xem trên kênh của anh Dũng đó, thì quý vị thấy rằng anh Dũng đặt tiêu đề rất là cũng hơi sốc là gì Thanh Bo là cái gì đó là khiến cho ông này thế này thế nọ, mà thật sự là như vậy thưa quý vị. Ngày hôm nay bắt đầu ông ta bắt đầu đai nghiến bé Bo, và sự đai nghiến này nó không làm cho bé Bo nhục chí đi, và sự đai nghiến này không làm cho bé Bo gục ngã, nhưng mà bé Bo vẫn tiếp tục đi tìm bằng chứng để chứng minh một điều rằng không cần ông ta phải lên phản biện bà Hoa, không cần ông ta phải lên chối để làm gì. Vì nếu ông ta chối, bé Bo đang đợi mà. Đúng lý ra là ngày sáng nay là bé Bo sẽ lên một cái clip, nhưng mà bé Bo đợi cho ông ta có lên và có hé lộ hoặc là có lên phản biện về 10 cái bill hay không. Nhưng mà bản thân ông La Liếm này thì ông ta không dám lên cái gì. Tại vì ông ta sợ bị bẻ mặt với bé Bo, tại vì lúc nào bé Bo làm cái gì thì cũng sát nút, ông ta biết được cái cách làm việc của bé Bo thưa quý vị. Nên bây giờ ông ta không dám lên để mà phản biện cái vụ bực cái biêu. Ông ta đành chọn phương pháp im lặng và chuyển tông. Tuy nhiên thì đến lúc cái gì cũng phải phô ra. Bé Bo cũng không phải chờ quý vị nha, không phải chờ hoài nữa. Đúng không ạ? Thì bây giờ
Ông ta lên trong cái live ngày hôm nay đó, ông ta có đề cập Ebo và một số người đó, có anh đề cập anh Dũng này kia. Mà rất là lạ là trước giờ là ông ta không có nhắc Ebo quý vị. Phải chăng bây giờ ông ta rất là đai nghiến Ebo thôi quý vị, đúng không? Và đề cập Ebo Nam Gâu và anh Tiến Dũng nữa đó, thì xin quý vị cùng nghe đi. Rồi sau đó Ebo sẽ tiếp tục làm tiếp một cái nhiệm vụ của mình, làm một cái phần 2 là chứng minh cho quý vị, để khỏi cần ông ta phải chứng minh với bà Hoa để làm gì. Chứng minh cho cộng đồng mạng xác nhận một điều rằng ông ta đang giữ rất là nhiều bằng chứng về 10 cái biểu. À, được chú vậy ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe lời của chú La Liếm nói một vài ý hay quý vị ha. Rồi xin mời cả nhà cùng nghe. Cái khi mà Nguyễn Tiến Dũng đó đi tấn công cài đặt bài đặt ra của lò cháu em để coi thường khán giả, coi thường tất cả những anh em YouTuber, như vậy là hành vi nó điều đạo đức không cả nhà. Khi mà vô chính diện mình phân tích phản biện thì lòi ra cái chuyện là lợi dụng quyền lực, lợi dụng tiền ăn để quỷ, kể cả lợi dụng quyền lực quyền lực luôn là quỷ luôn, phản nhau vậy đó. Đây nè, sẵn cái vụ mà nói cái vấn đề mà lợi dụng tôi lợi dụng tôi với mà cái bà thọt thọt đó để mà lập quỷ luôn, thì nói nghe nè, nói nghe nghe chú đừng nói gì chú dơ lắm, biết sao không có gì. Cái ngày đầu á người ta lập quỷ, thí dụ như quỷ thầy vắng nhà, quỷ này quỷ kia đi, ok, thì tưởng rằng hai bà này là luật sư rồi tính là lo cho gia đình thiện ám gì, người ta lập cái quỷ như vậy. Nhưng mà cuối cùng về tất cả mọi vấn đề đó giờ ai hưởng hả, ai hưởng? Vòng vòng tới lui những cái tiền mà chỗ anh Nguyễn Tiến Dũng kêu gọi quỹ, từ cái vụ mà Hà Nội 1, Hà Nội 2 tới cái quỹ A, quỹ B, quỹ C gì đó, quý vị thấy toàn là quỹ nổi. Adam Ebon sẽ nói là quỹ nổi, không phải quỹ chìm. Quỹ chìm là chúng ta sẽ đề cập, ủa tại sao anh Dũng đặt quỹ chìm, nhưng mà này là đa sang là quỹ nổi. Mà những cái quỹ nổi này lại đề cập cái việc mà những người là giúp đỡ cho gia đình thiện ác, trong đó có điển hình là hai bà La Liếm. Thay vì ngày xưa ông ta đứng lên nói rằng tôi không cần quỹ này, hay là đừng nhân danh tôi, hay là đừng lấy tên tôi, hay là đừng làm thầy nhắn già, hay là quỹ chống dục chống thấm hay là này kia, thay vì từ đầu nói được gì. Còn đằng này anh Dũng lập ra rất nhiều quỹ, là quỹ này là giúp đỡ cho gia đình thiện ác, thì công việc mà giúp đỡ cho gia đình thiện ác ngày xưa là nghĩ là hai ông bà này là người có thể đứng ở một cái bước trung gian để mình giúp đỡ cho gia đình thiện ác. Thế mà tới giai đoạn ngày hôm nay, khi mà ông bà này đã hưởng lợi trong cái phần đó rồi hen, thì bây giờ buông ra cho rằng anh Dũng này lợi dụng tên tuổi ông bà này để làm gì quý vị, để gây quỹ. Nhưng mà cái gây quỹ này cuối cùng cái thừa hưởng là ai, thủ đắc là ai, thưa đại gia đình. Đúng đi ra một phần là thiện ác, nhưng mà những người mà được cho là đại diện gom những cái đống tiền này hen, giúp đỡ cho gia đình thiện ác, thì xin thưa đại gia đình thân yêu, cuối cùng là cái hưởng lợi là ai thưa quý vị? Có phải ngay hai bà La Liếm hay không? Cái việc thiện ám thủ đắc thì em nói rồi, nhưng mà hai bà này là người đứng ra trung gian để mà lo những việc này. Nói mà cái tiền chống dột chống thấm thôi, ban đầu thí dụ dự kiến 150 triệu, té ra 250 triệu, thì nó lú ra cái 100 triệu đó là ai trả, thì cũng Mạnh Thường Quân đại diện, anh Dũng này đại diện, người gom lại cũng trả thôi. Chứ phải như anh Dũng này mà ông gom quỹ chơi mà ông hưởng á, thì cái đó mới lên án. Còn này gom quỹ xong đã đời, hai bà này đứng ra làm, nhận làm cho đảo và quay qua hô lợi dụng hình ảnh tôi với cái bà Bành Thị Thọt Thọt để làm gì, để gây quỹ. Thì cái điều này xin thưa rằng chú La Liếm ơi, chú chơi như vậy thì nó rất là hèn, nó rất là hèn. Chú nói như vậy thứ nhất là chú đã đánh đổi, xóa bỏ hết tất cả các gọi là vai trò giúp đỡ cho gia đình thì nghe. Thấy gì ngày xưa chú đừng có dỗ người xưng tên, đây cứ gửi gì cho tôi, anh Dũng cứ gửi gì cho tôi đó, tôi giúp đỡ gia đình thì nghe, tôi đại diện giúp đỡ gia đình thì nghe. Ủa chú hô, chú đứng ra chú đại diện đã đời rồi, ABCD rồi, giờ đùng một phát chú hô là nhân danh tôi để mà kêu quỷ gây quỷ. Nếu mà chú nói như vậy thì đúng đi ra chú phải chửi, là chửi ai? Chửi gia đình Thiện Am. Tại vì sao vậy? Tại vì thủ đắc gia đình Thiện Am. Ông Dũng ông gom vậy nhiêu là đưa về hết rồi. Thay vì ông Dũng ông gom mà cho cái thân ổng á, thì phải quay qua trách anh Dũng. Còn đằng này gom hết đưa nhiêu đưa cho ông bà này, ông bà sử dụng sao gia đình Thiện Am. Nếu mà nhân danh mà thủ đắc là Thiện Am thì đúng ra là nói gia đình Thiện Am, chứ đừng nói chỗ anh Dũng, Nguyễn Dũng hoặc là những nhà hảo tâm ở hải ngoại. Bé bo nói phải, nó đúng cả nhà thả thêm. Đúng không đại gia đình? Đúng không? Đúng không quý vị? Thì cái việc á, chú La Liếm á, chú nói như vậy chẳng khác nào chú giờ chú xóa bỏ hết tất cả những cái công quả, thành quả, những cái gì mà chú làm cho gia đình Thiện Ám rồi. Chú nói vậy giống như là chú xóa trắng, tẩy trắng hết tất cả những gì mà công lao chú giúp đỡ cho gia đình Thiện Ám của chú. Sao kỳ vậy? Một lần mình đứng ra mình đại diện, thôi trời, tôi giúp đỡ, tôi đại diện của giờ, hay trời ơi, nhân danh tôi để mà trục lợi, nhân danh tôi để mà gây quỷ. Ủa gây quỷ rồi giết ai ăn vậy? Gia đình Thiện Am thủ đắc, nhưng mà ông bà có ăn không? Ông bà có ăn có giọng trong đó không? Trả lời giùm cái gọi. Đừng nói không nghe. Đừng nói giống như ngày xưa. Tôi không giành giật Mạnh Thường Quân, tôi không leo kéo Mạnh Thường Quân, tiền bạc Mạnh Thường Quân ai càng không. Trời ơi, không có nghe bé bỏ. Trời ơi. Nó nhục quá cái gì, nó nhục vô cùng nhục, nhục vô cùng nhục cái gì. Đúng không? Rồi, cho nên bé bỏ chấn chỉnh ngay chỗ đó ha. Rồi, nghe tiếp chỗ này. Thì lúc đó
cái lực lượng mà nhất. Cả nhà đợi khúc sau đi, Bebo sẽ chứng minh cho quý vị. Bebo đã lụm được một cái bằng chứng xưa mà ông ta đang nói về 10 cái bill nha. Khẳng định 10 cái bill, ok. Cả nhà nghe hết đi. Bốn đó, thì người ta chỉ là êm đề. Êm đề, chứ không có ai ngờ đâu, cũng không ai biết, ai biết được trong con bọn nữa. Thấy là cho rồi. Coi như, những cái đúng là coi như là tan rã rồi. Không làm gì. Một cái thằng bo thì léo chéo cũng chẳng có ai đá động gì. Một thằng bo thì léo chéo chẳng ai đá động. Ôi mèn đét mẹt ơi. Ông nói như vậy là chẳng khác nào ông tự giả vô mặt ông rồi. Mèn đét mẹt ơi, một cái thằng bo không ai léo chéo không ai đá động. Xin thưa quý vị, có phải là ông đang đá động bé bo không quý vị? Có phải ông đang nhắc tới bé bo không quý vị? Trời ơi mèn đét mẹt ơi, là bản thân ông đang nhắc đến bé bo. Trời ơi, vậy mà hô là cái thằng bo không ai đá động. Xin lỗi, tôi không có gì để ông đá tôi được hết chứ. Mà tôi đang đá ông bà đó. Tôi đang đá ông bà hàng ngày mà ông bà không có cửa để mà đụng tới tôi. Bé bo nó phải cả nhà cho số 2 ấn like giùm bé bo tôi đại gia đình đúng không quý vị? Trời ơi lâu quá rồi không có nhắc bé bo, bữa nay nhắc tới cái thằng thành bo. Trời ơi. Cái vụ gì đây? Khoan sorry quý vị, bé bo dừng 2 giây. Cái vụ gì đây? Oh my god, vụ gì vậy? Trời ơi. Đúng không quý vị? Bé bo nó phải không quý vị? Trời ơi là trời. Trời ơi bé bo phản biện hay chị Vi. Chị Vi lì xì cho nè. Trời ơi cảm ơn chị Vi nha. Trời ơi lì xì có lì xì đủ vậy. Trời ơi 100 đô luôn mà hàng đẹp mẹ ơi. Cảm ơn chị Vi cái nha. Trời ơi cảm ơn chị Vi. Đủ vốn rồi. Lời của quý vị. Lời đủ vậy nha. Lời rồi chắc bé bo xuống like nha quý vị. Bye bye quý vị nha. Thôi bye bye nha quý vị. Hello anh Nguyễn Kiều. Hello Nguyễn Thành Lan. Cô Mở. Cô Kim. Ô oh, chào Julia Quang nha. Chào Hải Lê. Chào Văn Đặng. Chào Tâm Ngô. Trời ơi mèn đẹp đẹp ơi, nó vui ơi, chết quá, bé bo ơi, chết thiệt mà quý vị. Trời ơi cái thằng thành bo tối ngày léo chéo à, không ai đụng đà chạy gì cho ngoan hay đếm xỉa. Ủa, nó nghe nè, chú La Liếm ơi, nếu mà ông khi dễ tôi như vậy, ông coi thường tôi vậy, ông nhắc tin tôi làm gì? Ông hãy để cho cái đám con nhan đệ tử của ông nó nhắc, nha. Rồi ông nhắc tin tôi làm gì? Tôi có làm gì ông đâu, tôi đâu có làm gì đâu, trời ơi mèn đẹp mẹt ơi, đúng không quý vị? Em đâu có nói gì đâu, trời ơi trời, tự nhiên lo em ra chửi hả trời ơi, vô duyên, trời ơi mèn ơi là trời, sao mà ngộ vậy, thành bo léo chéo mà có người đang điên nái, em có người đang tức sức cái quần luôn, nó đang tức sức nút quần luôn mà không hay, trời ơi. Một cái thành bo léo chéo cũng chẳng ai đá động gì. Thành bo léo chéo chẳng ai đá động gì chứ, vậy thì ông đá động chi vậy hả chú La Liếm, tội nghiệp ông quá vậy, tôi thương ông gì đâu luôn á, thiệt luôn á, trời ơi là trời thấy thương gì đâu á. Không đá động mà đụng tới tôi chi, nhắc lên tôi chi vậy? Tôi đâu có làm gì ông đâu. Không làm gì hết. Một cái thành bo léo chéo cũng chẳng ai đá động gì. Một cái năm lâu thôi chi. Một thành bo léo chéo không ai đá động quý vị. Nói ngay nè. Cái điều này mà bé bo muốn nhấn mạnh cho tất cả quý vị và nhấn mạnh luôn chú La Liếm rằng bản thân bé bo đã từng 2 tháng trời bé bo bị chửi một cách oan ức. 2000 khán giả đã rời đi nha. Không bao giờ trở lại, không, nhưng mà đang quay lại rồi, có 400-500 người rồi quý vị nha. 2000 mà giờ quay lại là đâu, oh my god, cả 700 rồi. Cả 700 người rồi quý vị, đang quay lại cả 700 người, còn thiếu 1.300 người, không biết ở đâu. Thấy, thì ở đây nói cho nghe, chửi bé bo giờ léo chéo. 2 tháng trời bé bo bị chửi quan quý vị. Rồi bà La Liếm thì bắt đầu lên cũng la làng, thằng bé bo nhận tiền của anh Dũng mỗi tháng 500 đô. Tiền của hai lúa là 20 triệu một tháng. Rồi nhận tiền của đa đề, rồi tùm lum từ lưa học dứa gì. Trời ơi, rồi nói quan cho bé bo và nói tung quả buồn như vậy để cho coi thử có mạnh thường quân nào mà ghét bé bo, bắt đầu họ sẽ lộ gì. Nhưng mà không có gì. Không có. Mà dù có ai mà tặng tiền hay là thương bé bo mà tặng quà cho bé bo thì người ta rất là thương bé bo thôi. Họ hiểu bé bo, họ rất là thương bé bo. Và tới giai đoạn ngày hôm nay, họ không đưa ra được một cái bằng chứng nào để cho đàn bé bo là một cái thằng. Thứ nhất, làm gì? Chữ thuê, chữ mướn. Đúng không? Không phải là phục vụ cho cái gọi là nhóm nhận. Cũng không phải phục vụ cho một đối tượng, một cá nhân nào hết. Cũng không phải là phục vụ cho anh Dũng hay là cô Lan hay lúa. Bé bo là cái người mà có thể nói rằng là chia sẻ đứng ở góc ngoài của câu chuyện này. Oh my god, bé bo xin cảm ơn chị Vivian Lam nha. Đã lịch xì cho bé bo PayPal 50 đô nha. Trời ơi, đủ vốn rồi. Mèn đẹp mẹ ơi, cảm ơn hai bà chị nha. Trời ơi, sao mà ai tin Vi, sao mà dễ thương quá. Vi Kai rồi Vi Lam quý vị. Cảm ơn hai chị rất nhiều. Thì xin thưa quý vị, thời điểm đó quý vị thấy tới giờ giai đoạn hôm nay họ đâu có tìm được cái cơ sở đó, đánh cho bé bo 2 tháng trời gụng gời mạnh thường quân, gụng gời khán giả. Nhưng mà cuối cùng xin thưa chú La Liếm rằng chú không tìm được bé bo bất cứ cái gì, tới nỗi họ tìm cái cớ là gì, họ lôi gia đình bé bo ra để làm gì, để chửi bới, để nhục mạ, để chà đạp, để cho bé bo điên lên, bé bo tức lên,
Nhưng mà Mẹ Bo rất là may mắn được rất nhiều khán giả ở đây ha, an ủi, tâm sự, hàn huyên. Có những người xuất hiện cho Mẹ Bo một thoáng qua thôi, nhưng mà những cái câu nói mà khiến Mẹ Bo để lòng, khiến Mẹ Bo để lòng cái gì, làm gì làm mình phải control cái cảm xúc lại. À, Mẹ Bo sẽ cố gắng điều đó cái gì. Và Mẹ Bo cố gắng tới giai đoạn ngày hôm nay, xin thưa đại gia đình. Và những gì Mẹ Bo đã tiên đoán trước là cái nồi cháo heo là nó sẽ banh ra, hũ mắm này bắt đầu vỡ dần dần, những mắm con bắt đầu nó giành ăn với nhau, xì nó gã bầy. Những điều đó nó nằm trong cái quá trình này. Và tới giai đoạn ngày hôm nay, bắt đầu là cơ hội Mẹ Bo phải lấy vốn lại. Lấy vốn lại là bằng cách nào? Không phải là Mẹ Bo trả thù thứ gì, mà là Mẹ Bo một mặt là đang chứng minh cho cộng đồng mạng thấy được rằng cái giá trị của ông La Liếm này là một tên ngụy quân tử, một tên có thể nói có dấu hiệu của sự lừa đảo, và đặc biệt nhất là dựa vào đám đông tung quả mù để nhục mạ rất là nhiều người khác. Bằng chứng là Mẹ Bo là một nạn nhân, và cái người nữa đó là Minh Tú. Và việc chứng minh 10 cái bill, những gì đang diễn ra bây giờ tới giai đoạn ngày hôm nay, không còn ai nhắc đến 10 cái bill này đó. Và từ cái câu chuyện Bà Hoa, và gợi ý cho Bà Hoa gợi đến một cái câu hỏi như vậy, thì ông ta bắt đầu chọn một phương pháp im lặng. Và ngày hôm nay đai nghiến lên rằng cho Bé Bo là cái thằng léo chéo léo chéo mà không ai quan tâm. Tại sao chú nhắc cho Bé Bo gì? Chú là cái dạng mà ở trên cao mà, đúng không? Chú là mãi đỉnh mà, tại sao chú nhắc một cái thằng Bé Bo dưới gốc dừa gốc cây chi vậy hả chú, đúng không quý vị? Nhắc thằng hay lúa chứ, thì để nhắc thằng hay lúa, thì thằng hay lúa chứng minh cho chú thấy rằng ở đây Bé Bo không có một cái phốt nào để cho chú La Liếm cũng như là cái nồi cháo heo có thể xâm phạm được Bé Bo. Họ chỉ biết chửi bới và nhục mạ một cách vô cơ sở, vô căn cứ mà thôi. Bé Bo hiền, Bé Bo số điều gì, Bé Bo không phải hiền, nhưng mà Bé Bo không tới nỗi mà Bé Bo phải thề thốt một cách dã man. Số điều gì, Bé Bo phải mở 3G nha, phải thề thốt một cách dã man quý vị. Giống như là gì? Giống như là bún bò Huế. Bún bò Huế thề thốt đem con của cái bà Thọt Thọt ra để gì? Để nguyền rủa, để thề thốt với nhau. Thì cái bà Thọt Thọt bà mới sợ, bà không dám dùng những lời nói. Ngày hôm qua hôm kia thì bà đã nhượng bộ rằng chửi chị nhiêu đó được rồi, trời ơi đừng chửi chị nữa nghen, em lo làm ăn đi, em lo buôn bán đi, em đừng chửi chị nữa nghen, chửi nhiêu cũng đủ rồi, chị cũng thấy thấm lắm rồi. Quý vị còn nhớ không quý vị? Quý vị còn nhớ không? Thì tại vì bún bò Huế dùng những lời nói chửi và nguyền rủa như vậy, bà Thọt Thọt mới sợ. Còn Bé Bo thì xin thưa rằng Bé Bo lúc nào cũng vậy, không bao giờ lo cha lo mẹ hay lo gia đình của họ ra. Ha, mà cái sai của họ là họ luôn chửi và nhục mạ Bé Bo một cách dã man, một cách dã man thưa quý vị. Cho nên cái việc đó tới giai đoạn ngày hôm nay, Bé Bo cố gắng kiềm hãm cái cảm xúc của mình, được sự động viên của tất cả quý vị, Bé Bo đã vượt qua chướng ngại này. Và ngày hôm nay chú cho rằng Bé Bo là người léo chéo, nhưng mà thật sự Bé Bo nói thật quý vị luôn, hai ông bà La Liếm rất là đai nghiến Bé Bo. Tại vì sao quý vị? Tại vì những gì mà Bé Bo đã phân tích tới giai đoạn ngày hôm nay đang diễn ra một cách rất là đang nằm trong tầm tay Bé Bo. Nói thì có lẽ Bé Bo hơi quá tự tin, nhưng mà những khán giả mà đã theo dõi tới Bé Bo tới giai đoạn ngày hôm nay, quý vị có quyền tự hào rằng Bé Bo, quý vị chọn Bé Bo là không bao giờ sai lầm. Không bao giờ sai lầm thưa quý vị. Thứ nhất là Bé Bo không có nhân danh gia đình Thiện Âm để trục lợi. Thứ hai, Bé Bo không phe phái bất cứ ai, đúng không? Bé Bo có quyền nói về bất cứ ai, bất kỳ nhân vật nào trong cái channel này. Và Bé Bo lấy Thiện Âm làm thước đo, ai mà sai với Thiện Âm, lợi dụng Thiện Âm, thì xin thưa quý vị, Bé Bo là cái người đứng ra để mà chia sẻ và phản biện cho quý vị coi. Thì việc mà Bé Bo chứng minh lên việc để cho cộng đồng mạng thấy được cái bản chất thật sự của con người này. Và tới giai đoạn ngày hôm nay, thật sự hai bà này rất đa nghĩa Bé Bo quý vị. Cho nên họ không có tìm được cái gì trong đời Bé Bo hết. Có những người họ muốn lãng quên Bé Bo thưa quý vị. Nhưng mà đâu đó cộng đồng mạng, những người có trình độ tri thức cao, họ luôn nhận thức một vấn đề là ok, mình đang theo dõi sự thật. Và những gì Bé Bo chứng minh trên đây là đều là lời nói của họ quý vị. Lời nói của họ là chứng minh, đúng không ạ? Lời nói của họ là bằng chứng. Nhiều người nói rằng ở Bé Bo bằng chứng đâu, bằng chứng là lời nói của họ đấy. Chút xíu sẽ có bằng chứng cho quý vị nha. Bây giờ quý vị nghe tiếp cái khúc này, ok? Tôi là chửi bới người ta, rồi bây giờ là mạnh thường quân người ta ngang ấy. Một cái thạch bò thì lấy chéo cũng chẳng có ai đá lòng gì. Một cái năm lâu là coi như cái sự là chửi bới người ta, rồi bây giờ là mạnh thường quân người ta ngang ngán, người ta đã bị lừa đó. Tại vì thẳng nhau vậy đó, đúng một năm lâu đó. Tiền yến, tiền sữa, tiền bán hàng thuốc, thuốc tây đó, quý vị. Thì coi như tan tác, không còn cái ý nghĩ gì cả. Mà tôi có những cái dự kiến đó, tôi đã biết và tôi đã thấy rõ những cái tiền đồ, mỗi cái nhân vật, mỗi cái nhóm như vậy. Quý vị thấy không? Lại một lần nữa ông ta cho rằng là ông ta có những cái dự kiện đó. Ông ta nhắc anh Dũng, nhắc Bé Bo, xong rồi nhắc Năm Gâu, và đề cập vấn đề mà tiền mua bán hàng, tiền yến, tiền sữa này nọ. Và ông ta cũng đề cập một cách mù mờ rằng là gì? Tôi có những dữ liệu trong tay. Tôi có những dữ liệu trong tay quý vị. Quý vị để ý giùm Bé Bo một cái câu nói đó. Thì chút xíu Bé Bo sẽ đưa ra cái bằng chứng mà ông ta nhắc về cái dù cái bill đối với Minh Tú và Bà Hoa. Ông ta cũng đề cập những cái chuyện đó, những chuyện mù mờ mà ông ta không có chứng minh thưa quý vị. Ok? Ở đây Bé Bo không nói rằng là việc anh Dũng, Bé Bo hay là chỗ anh Năm Gâu là đúng hay là sạch trong cái việc mà mua bán hàng này kia. Ai cũng có một cái điều sơ xuất trong bán hàng. Bé Bo ta
đã tham gia bán hàng rồi bé bao biết quý vị. Nó cũng phải có sai suất 1-2% nào đó. Nhưng mà cái đó là nó sẽ chấp nhận trong cái việc mà mua bán hàng quý vị. Còn mức độ lớn như nào thì bé bao không biết. Tại vì đó là việc của cá nhân mỗi người. Còn ở đây là bản thân ông La Liếm, ông ta lấy câu chuyện giữa anh Dũng, bé Bo và Nam Cao và ông ta đúng quăng một cái quả mù. Tôi có những cái cơ sở dữ liệu. Cả nhà nhớ gì bé Bo câu đó nha. Chút xíu nữa bé Bo sẽ nói tiếp. Thật ra vậy cái đó là chúng ta đã giữa sao không? Bởi vì nó là dựa nhau là vì cái lợi ích. Bây giờ chẳng qua là tồn tại để mà nương tựa hay không? Ở đây á, thì tôi chú La Liếm rằng là không ai nương tựa ai hết. Đối với việc mua bán hàng thì bé Bo nói thật, anh Dũng là một cái người gọi là một cái gốc cổ thụ rồi. Anh Nam Râu cũng là một cái gốc mà chà bá lửa gì, một gốc cổ thụ luôn. Họ là những người mà doanh nhân nhà giàu có thế này nọ, ok. Bé Bo chỉ là cái người mà bán hàng sau thôi. Và nói nào ngay thì bé Bo chỉ là bán hàng với những cái người mà bé Bo thân quen, những người mà yêu quý bé Bo mà thôi quý vị. Nó chỉ là một cái phần nhỏ thôi quý vị. Và mỗi người đều độc lập, có một cái sự chí hướng độc lập với nhau. Mỗi người đều có một cái sở trường riêng, một cái hướng riêng. Không ai có gì là dựa dẫm hết đó, chú La Liếm. Chú nói gì sai rồi. Cái mà dựa dẫm hiện tại bây giờ là một là cái cô ở ngoài Bắc ha, cô gọi là cái cô Dung Tài Xỉu. Hai là cái nhân vật mà miền Trung đó là Pèn Bẹt. Ba là cái người mà lùng mã tử, cái vụ mà Thai Cambodia cái đùi đó ha, lùng mã tử. Thì ba con người này là đang đu càng với chú thôi, và bản thân của chú cũng đang đu càng với cái bà Bành Thị Thọt Thọt. Bé Bo nói có đúng không quý vị? Bé Bo nói có đúng không? Và chính những con người này hiện tại đang đu càng ai? Đang đu càng gia đình thì nghe, đang đu càng gia đình thì nghe, đó mới gọi là sự bám víu và ăn chịu với nhau. Bé Bo nói phải, cả nhà thả tim. Đó là một cái hình thức đấy. Gia đình thì ngay hiện tại là đang bị động, tức là đang bị những cái con đĩ đối này đang gì, đang đu bám họ, đang hút họ. Đó là gọi sự đu bám. Và bé Bo nói thật quý vị luôn, trong một thời gian không lâu nữa, cái sự việc này nó sẽ tan rã. Chính tức là nó sẽ tan rã thưa đại gia đình. Không có mối quan hệ nào mà không tan rã thưa quý vị. Thật sự không có mối quan hệ nào không tan rã. Tới lúc nó sẽ tan rã và nó tan rã. Và bé Bo đã từng nói một câu với ông bà La Liếm rằng đừng đi vào vết xe đổ của nhật ký của luật sư. Đúng không? Một cái kênh YouTube mà cho rằng chia sẻ kiến thức pháp luật mà bây giờ toàn là tiền, toàn là đàn bà, toàn là tình cảm, toàn là bầu bì, toàn là những điều văn tục bậy bạ. Thì xin thưa quý vị, cái cốt lõi câu chuyện đó bây giờ khán giả ủng hộ cho cái gì? Đúng không? Một luật sư, ngày xưa chú Lân có những bài chia sẻ trên kênh của nhật ký của luật sư, lượng khán giả xem rất đông. Về cái nội dung và tất cả những gì mà cái hướng mà chú Lân này ông đi á, thì ok, có vi phạm pháp luật hay không, cái đó bé Bo không có cổ xí, không có ủng hộ. Ok, nhưng mà nói về quan điểm của ông ta chia sẻ, thời gian sau một cái kênh nói về pháp luật, chuyên nói về pháp luật, mà bây giờ nào là bánh kem, nào là sinh nhật, nào là tổ chức ca hát, nào là du lịch, nào là chuyện thị phi, nào là giải thích tiền bạc tiền bạc, thì nó làm mất đi cái màu của cái gọi là luật sư quý vị. Bây giờ cái kênh hai người này được cho rằng là gì? Luật sư, cũng là cái vai trò là luật sư nữa quý vị. Vai trò là luật sư trên không gian mạng. Hầu đàn tiếng nói để đóng góp cho gia đình Việt Nam. Nhưng mà ở đây bảo vệ ai? Bảo vệ Mạnh Thường Quân, bảo vệ những người có lợi cho mình. Và khi hết có lợi với chị thì đạp đổ, văng ra, giống như anh Dũng đã từng bị trà đạp, giống như là chị Y, chị Dầu Thôn Pháp, hoặc là ai quý vị, hoặc là chị Sáng Hai Viên, chị Uyên, hoặc là những người được cho là nhóm nhận, những người mà đóng góp trong Hà Nội 1, Hà Nội 2. Quý vị thấy không? Họ bị trà đạp một cách giả mang. Khi còn với chị thì ok, hết với chị thôi. Thì cho nên bởi vậy mới thấy được rằng là gì? Cái giá trị của hai bà La Liếm này bây giờ chỉ Mạnh Thường Quân, tiền bạc, nhắc về đàn bà và đề cập những chuyện thơ văn tục tiểu bậy bạ và có thể lên chửi thề luôn. Tới nỗi mà cái đạo đức của hai bà này mà lên mà cổ xí những người mà gọi là chửi bới, mà cho rằng là gì? Đạo đức cái con mẹ này thì coi như xin thưa quý vị nha, chết rồi, chết rồi, cho nên là bánh nhà lòng. Đúng không quý vị? Cho nên bánh nhà lòng. Tới nỗi mà lên chửi lộn không lợi bún bầu quế. Bây giờ phải năn nỉ thôi em ơi đừng chửi nữa, chị thua rồi. À, chị thua rồi quý vị. Thì cho nên ở đây dần dần nó sẽ bị đào thải. Tại vì cái giá trị không còn gọi là luật sư nữa, mà là về một cái kênh văn tục, chỉ biết tiền, Mạnh Thường Quân và đàn bà. À, chỉ bao nhiêu đó thôi. À, cho nên cái giá trị nó sẽ xuống thôi. Đừng đi vào vết xe đổ của gì? Nhật ký của luật sư. Ok? Nè. Chứ chả có kẻ nào tốt lành trong cái chuyện này đâu. Bởi vì con người mà đi con người phản phúc nữa, con người phản phúc thì bây giờ phản phúc người này thì sẽ phản phúc người khác. Con người hãy chửi người ta bất chấp. Chửi được người này thì sẽ chửi bất chấp người khác. Thì chả bao giờ làm nên sự nghiệp gì đâu. Chẳng bao giờ làm nên điều gì đâu. Cuối cùng chết ngã được vương mãn thôi. Ông ta có đề cập một chuyện rằng ủa kinh phụ bị đứng hả? Mèn đét mẹt ơi, sao mà kinh phụ bị đứng vậy? Cái wifi yếu đâu quý vị nha. Quý vị qua kinh chính
qua kinh chính dùm bé Boy nha. Ok, bây giờ xin thưa đại gia đình, ông ta nói rằng là cái dạng người mà tối ngày chửi bất chấp, cái dạng người mà tối ngày chửi chửi tùm lum tùm lum vừa là không làm được nên trò trống gì hết trơn, đúng không? Bé Boy xin tắt cái kênh phụ nha quý vị, cả nhà qua kinh chính dùm bé Boy nha. Ok rồi, ông ta cho rằng một cái người mà lên chửi bất chấp quý vị, không làm được gì hết, không làm nên trò trống gì, xin hỏi chú luật sư nha, chú có chửi người ta hay không? Chú có chửi bé Boy không? Chú có chửi Nam Câu không? Chú có chửi anh Nguyễn Tiến Dũng không? Chú có chửi ông Phờ là Vờ hay không? Rồi chú có chửi là cái cô Kim Bảy Màu hay không? Rồi có chửi chị Hơ Lê Gơ không? Có chửi Nhâm Nhãn không? Có chửi khán giả không? Có không cái gì? Có không cái gì? Rất nhiều. Rất là nhiều đằng khác. Rất là nhiều bằng mũ thủ đoạn. Bằng mọi thủ đoạn luôn. Rồi bây giờ nói về cái bà thọc sĩ. Rồi bà có chửi không? Bà có chửi không? Bà có chửi Bún Bò Quế không? Có không? Có chửi Nam Câu không? Có chửi Mộng Nguyễn không? Có chửi Bé Bo không? Có chửi anh Dũng không? Có không? Có chửi khán giả, có chửi Nhóm Nhóm không? Có chứ. Bây giờ lấy một ví dụ chơi ha, lấy ví dụ chơi thôi. Có Thành Bo. Dạ. Tôi rất tội nghiệp cho khán giả của kênh Thành Bo. Bây giờ tôi thông cảm cho cha mẹ của Thành Bo. Mô Phật. Nhưng lọt ra một đứa con giống như Thành Bo, vừa lì vừa ngu vừa dốt, mà nghi tin bất chấp lên đào mặt khán giả. Mô Phật. Nhưng cái mức độ vô giáo dục của Thành Bo cao hơn Lê Thanh Minh Tú một bậc. Mỗi lần Thành Bo chửi lên án, như vậy nghĩ như thế nào cho đúng, có thể thành viên cho nó nhiệt trùng trong vai người bị hại. Bởi vậy tôi nói không sai, Thành Bo sống bằng ngày ăn dạ ăn vạ, sử dụng hình ảnh tên tuổi của hai người ăn cướp, trời ơi trời, để kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Trời ơi, chúng ta cần phải lên án. Trời ơi thôi mày, mình nghe được nhiêu đó thưa quý vị nha. Trời ơi tao nói chửi cả làng luôn đó. Nhân Lê nó chửi cả làng nè, khán giả Nhân Lê chửi cả làng nè, Hòa An Đặng Vlog nè, ông ta làm thơ sỉ nhục khán giả luôn. Ôi mèn đét bẹt ơi, chị Phương Trần là chửi bất chấp luôn, chửi không trừ một ai luôn, banh nóc nhà lòng chợ luôn rồi. Banh nóc nhà lòng chợ luôn, ông chửi tất tần tật luôn. Phúc Thiên Phan kìa đó. Rồi còn ai nữa, còn khán giả là bình luận nữa đâu. À nãy có khán giả nói gì đây nè, đây à, gì Lover Forward nè, ổng đang tán vô mặt ổng và XMT XMT tôi đúng rồi đúng vậy. Tới nỗi mà cái ông mà chính chỉnh trình chinh mà lên mà chửi, mà ông còn khen là chửi là anh hùng, chửi là để điều chỉnh xã hội, thì cả nhà thấy cái giá trị như thế nào quý vị? Khán giả rất là hay ha, khán giả rất là nhớ hay ha. Lớp forward nè đó, nhiều khán giả xác nhận sự việc nó diễn ra là như vậy, chửi một cách giả mang mà lúc nào cũng ngộ lắm, cũng nói rằng người ta là xấu xa, người ta bậy bạ, người ta chửi tục, mà ông thấy cái miệng của ông giờ nó dơ muốn chết luôn, thật sự nó dơ muốn chết. Ok bây giờ quay lại vấn đề chính trong ngày hôm nay á, là bây giờ bé Bo nói rồi, bé Bo đi cái nào là cho nó chính xác chỗ đó. Bây giờ cũng khoảng gần 300 người, 300 khán giả xem live rồi. Điều mà bé Bo cần là quý vị càng xem đông chỗ này thì càng chú ý hơn. Ngày hôm qua thông tin Bào Hoa đã đặt câu hỏi đối với ông La Liếm, thì ông ta chọn phương pháp im lặng và chuyển tông đi bảo vệ cho Mạnh Thường Quân và quay qua sỉ sói ông Flavor, quên lãng cái câu chuyện của Bào Hoa. Nhưng mà xin thưa chú La Liếm rằng ông không thoát khỏi bé Bo đâu nha. Ở đây xin thưa quý vị, bé Bo làm đây không phải là vu khống. Việc bé Bo đi tìm thông tin, cập nhật tình huống thông tin là để làm gì? Để chia sẻ cho quý vị. Việc nhận xét đúng sai là quyền của quý vị, và việc quý vị nhận thức được đúng hay sai là cũng là quyền của quý vị luôn. Bé Bo không có xúi dại, không xúi dục gì hết, luôn công tâm và luôn công bằng như vậy. Ok, trong cái vụ của Bào Hoa, ông ta luôn phủ nhận một điều rằng với Bào Hoa rằng tôi không có đưa ra bất cứ một cái cơ sở dữ liệu 10 cái bill nào, tôi không có 10 cái bill gốc, tôi không có 10 cái bill là không che. Ông ta chối bỏ hết tin nhắn với Dầu Thông Pháp, với Nam Vào, với ai, với mọi người. Ok, nhưng mà ngày hôm nay bé Bo đã tìm lại được những gì mà ông ta đã chia sẻ, mà cái video này nó rơi thời điểm lúc ông ta đi Vũng Tàu. Sẵn nói chú La Liếm chú nghe luôn, ông đi Vũng Tàu cái thời điểm đó chắc có lẽ là, xin thưa đại gia đình nha, bữa đó chắc là ông được tha kem body đó ha. Ông sung quá, cái dạng mà ông đeo cái kính găm, cái mặc cái quần xà lõn ha, cái ông ngồi ông nằm dài trên bãi cát cái gì, nằm dài trên bãi biển. Thì bữa đó đi là có cái bà Hoàng Châu Chớp Chớp, thì bà Hoàng Châu Chớp bà mặc bikini lên, cái tướng bà ngon lắm, tướng bà nhon, cái vụ gì chứ bà này là tướng đẹp là đẹp, mặt đẹp là mặt đẹp, bé Bo không có nói bậy nha. Còn như cái bà Bành thì Bành ra thọt thọt đó, cái bà đó mà xin thưa quý vị, bà mặc bikini thì mặt nào bà đi một cái bà quăng một cái nó cát nó lúng thịt hịch 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 như này quý vị, cho nên mệt lắm nha. Bà đó nhìn không có phê đâu, mà cái bà Hoàng Châu Chớp Chớp thì tướng rất là đẹp, rất là sang quý vị, mặt cũng đẹp cũng sang, nó tóc dài phơi phới, đeo kính găm lên, mặc bikini nữa thì xin thưa quý vị, 1 2 3 một cái là rõ ràng quý vị, rõ ràng y như tờ. Thì bắt đầu là cái bà này mới đi,
bà già ông chồng vậy đó. Bắt đầu là cái này là biết ai kể không, cái này là Lùng Mã Tử nó kể. Lùng Mã Tử đó, cái thằng mà gọi là đi theo mà bám đuôi hai bà là liếm này nè, thì kể cho Mạnh Thường Quân. Thì xin thưa quý vị, bắt đầu là đi tới hang, bắt đầu là ông này là ông thủ sẵn đâu chai kem gì đó, kem chống nắng, kem lotion, kem body, kem chống gì đó, hiểu gì. Thì bắt đầu là kêu cái bà kia là em hang, em đeo kiến đen mà dòm tao nói dòm liếc 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 mà bà kia không biết gì đâu. Em tha kem chỗ lưng giùm anh đúng không, quá trời nóng quá, thí dụ vậy. Trời ơi, bà này bà tha cái gì, bà tha luôn. Hai người tao nói là có chồng có vợ cái gì ha, gọi là nam nữ tương tương gì thọ thọ bất tương thân gì đó ha. Hai vợ chồng tao nói lộn hai người có vợ có chồng, nói lộn hai vợ nghe, hai người có vợ có chồng cái gì mà không mất mất cỡ gì, chà cái lưng. Trời ơi, chà cái lưng ổng sao cái hồi cái tự nhiên cái gì nha, thoa sao mà tự nhiên tha mà đúng hai cái đùi kỳ quá. Bắt đầu bà này mới chụp cái đùi từ cái đùi này mà kéo dài tới bàn giòm cái, trời ơi ông này ông tê tái cái gì. Trời ơi, kéo một cái ông nhột, tao nói nhột cùng mình quý vị nha. Quý vị không tin á, bây giờ là khán giả nào không tin là có ghệ, có bồ hay là có vợ, có ông xã bà xã kế bên đi, thử thời kêu đưa cái đùi ra vuốt từ cái vuốt từ sát cái háng mà kéo dài tới cái bàn giò của vị nhột không quý vị. Trời ơi, vợ chồng còn nhột nó, nhột không quý vị, nhột không quý vị, nhột không, ai thấy nhột thì cho số 1 ai thấy nhột thì cho số 1 quý vị. Nhột không đại gia đình, chào Như Quỳnh vô tô, nhột không quý vị, ai thấy nhột cho số 1 mèn đét mẹt ơi, nhột không quý vị. Trời ơi, cái vụ mà tao nó chụp cái đùi mà vuốt cái này, trời ơi xin thưa quý vị nha, trời ông này không đái quần là may lắm rồi đó, thiệt á, không đái quần may lắm quý vị. Ủa, không ai nhọt cái gì ta, không ai nhọt thiệt điều nữa hả. Trời ơi, vậy thì bữa nào quý vị, bữa nào đâu có ai đâu đưa cho ông lai liếm vuốt thử coi, trời ơi có nhọt không. Phúc Thiên Phan nhọt nè, đúng không, Tâm Ngô nhọt nè, Lô Phu cười á, Chim Phạm cười á, chị Vi Ca nhọt chứ. Trời ơi, chị Phương Trần khoái khoái, trời ơi nhột thấy gì, nhột thấy tía luôn. Đúng rồi, nhột chứ quý vị. Trời ơi quý vị, vợ chồng mà còn nhột chứ đừng nói chi nha, chứ đừng nói chi mà cái dạng mà xin thưa quý vị nha, không phải vợ chồng quý vị, da thịt mà đâu biết đâu, cái dạng mà thịt này là bao nhiêu mỡ, bao nhiêu nạc quý vị nha, rồi thịt kia là bao nhiêu xương, bao nhiêu nạc quý vị. Trời ơi, tao nói đụng vô tao nói chỗ cứng chỗ mềm nó mệt mỏi lắm quý vị nha, nó phê tới nóc luôn quý vị. Thì cho nên đại gia đình bữa đó là ổng phê quá, cái ngày đó là ổng phê quá ha, ông phê rồi ông sướng quá, rồi cuối cùng là ông lên, ông tắm rửa sạch sẽ cái ông lên, nó mặc bộ đồ thắt cà vạt đàng hoàng, cái lên live sờ chim. Mà nói nghe, ông live sờ chim trên mạng chứ không phải ông live sờ chim bà kia nghe, không phải nha, đừng nói bậy, nói vu quan bé bo tội nghiệp nha. Ông live sờ chim ổng quý vị, ông live sờ chim, ông lên ông live, ông nhìn đồng hồ cái ông live sờ chim. Trời, ông lên live sờ chim ông nói hăng lắm, ông nói sung lắm quý vị, cũng đề cập cái vụ 10 cái bill của bào ha. Và trong video này bé bo đã cắt lại những đoạn mà quan trọng, những điều mà ông ta khẳng định. Cho nên hôm nay khỏi việc ông ta phải chứng minh hay chối cãi với bà Hoa nữa, bé bò đưa bằng chứng này lên để gì, để xác nhận với cộng đồng mạng rằng ông ta tuyên bố đã từng biết và có, và ông ta đã kiểm chứng 10 cái bill đó rồi quý vị, đã kiểm chứng tất cả những bằng chứng đó rồi, và cố ý gì vu vạ cho một nhân vật đó là con nuôi ông cụ Lê. Bây giờ xin mời cả nhà cùng nghe đây nha, từ từ nha, đây từ từ nha, cái khúc này là cái khúc mà lên bờ rồi nha quý vị, cái khúc này là khúc lên bờ rồi chứ không phải cái khúc mà còn mặc quần xà lõn ở bãi biển nha. Cho nên quý vị đừng có hồi hộp nha quý vị nha, khúc này lên bờ rồi, khúc này là mặc quần vô rồi, quý vị tắm rửa rồi, sạch sẽ rồi, mặc áo rồi, đó, đâu rồi? Chuyện qua số tiền 6 triệu đó, để tao nó tốt như là còn như là không có, nếu không thì không có. Chỉ được rồi đó, còn liên quan tới tôi đó, đúng cũng nói rồi, tao mà nó chính xác vì là tôi đã nói chuyện với người đó và cũng chính thức là tôi mới thấy một điều rằng người này là người lớn tuổi ở nước ngoài, vì có tình thương với Việt Nam. Có tình thương với Lê Phạm Minh Tú thông qua một người bạn, và người bạn nói lên cái hoàn cảnh một con của Lê Phạm Minh Tú, được cùng ông Lê Đình Quang đem về lưu trước từ nhỏ, và bây giờ hoàn cảnh của người Việt Nam cũng khó khăn à, bây giờ những cái thành viên lao động là đâu dính vào đạo lý, cho nên cái vị này nha, là một cái ảnh và nhờ Lê Phạm Minh Tú làm việc một tháng rưỡi đưa về Việt Nam là 5 đô, bản thân cũng giúp nó cũng một phần là thằng cho có điều kiện đó là 1 đô, và tổng cộng 10 làm như vậy, thành ra nó đạt số tiền con số xong đồng biết nghe chia sẻ đó. Nhưng tại thời điểm này, tôi khẳng định là tôi kiểm tra kiểm chứng kỹ đã có rồi. Quý vị có nghe rõ không quý vị? Tại thời điểm này tôi kiểm tra kiểm chứng rằng đã có rồi. Nào quý vị thấy chết người chưa? Chết chưa? Đây nè. Tôi khẳng định là làm một cái đồ và tổng cộng 10 làm như vậy, thành ra nó đạt số tiền con số xong đồng biết nghe chia sẻ đó. Nhưng tại thời điểm này tôi khẳng định là tôi kiểm tra kiểm chứng kỹ đã có rồi. Tức là có cái việc chỉ định, tôi khẳng định là chết. Tôi kiểm tra kiểm chứng kỹ đã có rồi. Có, tức là có cái việc chỉ định.
Đó quý vị có nghe chú vậy? Tôi kiểm tra kiểm chứng rằng đã có rồi. Có tức là có cái việc chuyển tiền. Đó quý vị thấy chưa? Chối đâu hả? Chối đâu nữa? Ông Lê Liếm xin thưa quý vị, cái video này ông ta đã xóa sạch rồi quý vị nha. Video này ông ta đã xóa sạch rồi thưa đại gia đình. Đúng chưa? Tôi đã kiểm tra kiểm chứng kỹ hen, là có cái việc chuyển tiền. Quý vị thấy ông xác nhận một điều không quý vị? Tức là ông đã đi kiểm chứng rồi. Bản thân ông đã khẳng định rằng ông đã kiểm chứng trong cái vụ cái bill chuyển tiền của bà Hoa là xác nhận rằng có chuyển tiền. Chết chưa? Chết chưa? Chết chưa? Rồi, tiếp tục hen. Rồi bà Hoa nên cười đi bà Hoa. Bà Hoa có núp lùm thì bà Hoa nên cười đi nha. Bà Hoa không có đưa cho bà một cái bill, không có đưa cho ổng một cái bill nào hết. Nhưng mà ở đây ông ta khẳng định rằng ông ta đã xác nhận rồi, có cái việc chuyển tiền. Đúng chưa quý vị? Chưa đâu. Quý vị nghe tiếp. Mà bây giờ tôi nói là không, muốn người chứng minh vì vậy là phủ nhận cái việc đó. Ở đây tôi chưa nói là có đã đưa chỉ cho người tiền ăn chưa hay không. Đây lúc này không còn đặt ra cái chuyện nữa, mà đặt ra cái chuyện là có nhận hay không. Vì người ta mình tố như là đúng không, không vì không có gì chứng minh là có. Rồi cái việc có thì nó đã có rồi, không nó đã không rồi. Như vậy là cái tính tự giác của mình, cái tính tôn trọng sự thật khách quan của mình, nếu đã có thì mình phải nói có, chứ tại sao lại nói không? Và khi người ta chứng minh được rồi thì mới chịu. Nếu nói như vậy đó thì ngay một cái giao dịch giao sự mình đã không trung thực. Và mình không trung thực đó là hai nơi mình không trung thực. Nơi thứ nhất là nhà hảo tâm, người ta có lòng tốt, người ta tặng cho gia đình mình, tặng cho cha mình lại gian dối với người ta, mình phủ nhận cho là chú không, không nhận, không diễn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi có tiền rồi mình nói câu này có nghĩa là không có làm sao mà đưa tặng cho người đi ăn, thì vậy mình lại gian dối với cha mình. Bây giờ nè, sẵn chỗ này bé Bo nói cho chú La Liếm nghe nè. Ông ta nói rằng đối với Minh Tú là gian dối hai chỗ. Gian dối một là gian dối với gia đình, gian dối thứ hai là gian dối với Mạnh Thường Quân. Bây giờ bé Bo nói thẳng luôn, bản thân ông La Liếm này đang gian dối với ai quý vị? Đang gian dối với ai? Một là đang gian dối với ai? Với bé Bo. Tại vì cãi không lợi ha, lên cãi lộn hoài, cãi không lợi vì cái vụ mà thư kiện Tú cũng gì đó ha, nói cho đã rồi cuối cùng bé Bo đưa bằng chứng ra cái đầu cái quạo điên lên đó. Bây giờ cũng vậy, gian dối là gian dối với bé Bo. Gian dối thứ hai là bản thân ông gian dối với cái miệng của ông, chính bản thân ông. Cái gian dối thứ ba là gian dối với ai? Gian dối với cộng đồng mạng. Bé Bo nói phải cả nhà cho bé Bo số 7 quý, đúng không? Bây giờ nè, đợi người ta chứng minh ra rồi vẫn gian dối. Bé Bo chứng minh cỡ này rồi mà vẫn gian dối cho rằng tôi không có nhận cái bill nào, giờ tôi không khẳng định 10 cái bill khẳng định. Ủa vậy thì công hay lụi nào mới nói trên cộng đồng mạng rằng à, tôi đã kiểm tra kiểm chứng rồi có chuyển tiền. À chết chưa, chết chưa? Có chuyển tiền, bây giờ không cần là chị Dầu Thơm Pháp đứng ra làm nhân chứng nữa, đúng không? Giờ là tôi chứng minh là có chuyển tiền. Bảo Hoa với tôi có chuyển tiền. Chết chưa quý vị? Ông gian dối ba người, gian dối cái người mà đưa ra cái sự kiện này, ông dám né tránh, ông không dám đối diện sự vật, đó là bé Bo, đúng không? Và người đối chất với ông ta là đó là Bảo Hoa. Đó, gian dối thứ hai là gian dối chính bản thân ông. Mình miệng mình nói ra, bây giờ mình phủ nhận tất cả, tự mình giải vào mặt mình. Gian dối thứ ba là gian dối cả cộng đồng mạng, bao gồm tất cả các fan thiện cảm. Đúng chưa quý vị? Đó, ông gian dối tới ba giờ ba lần nữa nha, gian dối nhiều lắm á. Rồi xin quý vị nghe tiếp. Dối với người thân thích của mình, gian dối với những đứa em còn thơ dại của mình. Liệu như vậy có phải là phong cách của một người nam nhi đại trượng phu không? Ừ, đúng rồi đó. Gian dối nhiều quá có phải là một cái thằng nam nhi đại trượng phu hay không, hay là một cái thằng hen? Đúng không quý vị? Cái này là đặt câu hỏi nghe chú La Liếm nha, này đặt câu hỏi chứ không phải là phỉ báng ông nha. Gian dối như vậy có phải là một đại trượng phu hay không? Hả? Gian dối như vậy có phải là một thằng hèn hay không? Được chưa? Tôi hỏi đó, tôi xin hỏi đó, trong khi đó tôi có đầy đủ cơ sở, muốn biên thì có sẵn, nó khó nha. Đó, quý vị có nghe không quý vị? Quý vị có nghe không? Đây nè, tôi lại nè, nè. Muốn biên thì có sẵn, nó khó nha. Trong khi đó tôi có đầy đủ cơ sở, muốn biên thì có sẵn, nó khó nha. Quý vị có nghe không quý vị? Muốn tôi có đầy đủ cơ sở, muốn bill là có sẵn đầy đủ. Quý vị nghe chú gì? Trời ơi chết rồi, chết rồi, chết rồi, trời ơi. Vụ gì vậy trời? Đây nè. Muốn bill thì có sẵn, trong khi đó tôi có đầy đủ cơ sở, muốn bill thì có sẵn đó. Đúng rồi. Trong khi đó tôi có đầy đủ cơ sở, muốn bill thì có sẵn đó.
Tôi trong khi đó tôi có đầy đủ cơ sở, muốn biêu là có sẵn. Quý vị ơi chết rồi, thôi thôi rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Tôi nói già kiểu mất trí rồi quý vị. Nói rồi, hết biết đường rồi. Tôi có đầy đủ cơ sở. Tôi có đầy đủ cơ sở. Muốn biêu thì có sẵn, không có khó. Muốn biêu là có sẵn, không có khó gì hết. Muốn biêu là có sẵn. Chết rồi, đâu rồi, ví dụ bà Hoa đâu tiêu rồi. Bà Hoa đâu, bà Hoa đâu, bà Hoa đâu, cô Hoa ơi. Ở trên mạng đó, ở trên tivi đó là cưới cô Huỳnh Nguyễn thì có đưa cái đưa có đưa tin nhắn gì đó, là chú nhắn trong đó là 10 cái bill gốc chú đang là giữ, cho nên tôi nói ủa tôi đâu có gửi cho. Ủa tôi đâu có đưa cho chú đâu, tôi nghe cái chị giàu thơm pháp nói chú đưa cái bill gì không che đó. Ủa tôi đâu, tôi nhớ tôi đâu có đưa cái gì cho chú đâu. Là cái cô Huỳnh Nguyễn đưa cái tin nhắn nó lên là nói là chú nhắn cho cô là chú có 10 cái bill gốc là gì đó. Tôi nói là tôi đâu có gửi cho anh xem 10 cái bill nào đâu. Đúng rồi. Cái bill gốc thì tôi xin chú hãy đưa lên cho cộng đồng mạng biết. Mà thật sự tôi không hề gửi cho chú 10 cái bill dấp gốc hay giả gì hết. Quý vị nghe nè, quý vị nghe nè. quý vị nghe chỗ này, quý vị đừng có cười nha, mấy bà cố gắng nghiêm túc, mình nghiêm túc nha quý vị. Cố gắng quý vị đừng có cười nha, quý vị đừng có cười nha, hứa với mấy bà đừng có cười nha quý vị nha. Hứa với mấy bà đừng có cười. Ok, 1 2 3 vô. Tôi chưa bao giờ nói 10 cái bill gốc ở đâu hết trơn á. Cái người nào đó là cái người bịa đặt nha, tôi chưa bao giờ nói 10 cái bill nào hết nha. Nhưng cô, trời ơi mèn đét mẹt ơi, sao mà kỳ vậy? Trời ơi, quý vị đừng có cười nha quý vị, nghe nó nhục lắm. Ok. Nghe cho kỹ nha cô nghe cho kỹ nha cô ha. Ai nói thì cô coi lại nha, tôi chưa bao giờ nói 10 cái bill gốc nào chứ. Cô coi lại nha cô. Trời ơi, mèn đét mẹt ơi. Hồi nãy thì nói rằng là gì, tôi đã kiểm chứng có chuyển tiền. Rồi thêm cái câu nói này nữa, thôi rồi rồi quý vị ơi. Đầy đủ cơ sở. Cái đó, tôi có đầy đủ cơ sở. Muốn biêu thì có sẵn, không khó. Muốn biêu thì có sẵn, được, không khó. Chết rồi. Quý vị ơi quý vị, sao mà banh nhà lòng gì quý vị? Sao mà nhục dữ vậy trời? Muốn biêu thì có sẵn, không khó gì chứ, không có khó gì hết trơn. Trời ơi, chết rồi, chết rồi. Chết rồi, La Liếm ơi, chú La Liếm ơi, kiểu này sao mà chú úp mặt vô tường luôn chứ, kiểu này. Thiên hạ đồn rằng, vụ này sao trời. Tôi hỏi đó, tôi xin lỗi đó. Trong khi đó, tôi có đầy đủ cơ sở. Muốn biêu thì có sẵn, không khó. Trong khi đó, tôi có đầy đủ cơ sở. Muốn biêu thì có sẵn, không khó. Quý vị nghe chú vậy, trong khi đó tôi có đầy đủ cơ sở, muốn biêu thì có sẵn, không có khó gì chứ. chết rồi, banh rồi, tiêu rồi, trời ơi, kiểu này không biết úp mặt vô đâu rồi trời, hơi thiệt, cỡ này rồi nhục muốn chết luôn rồi thiệt á, đâu rồi khán giả bên chú luật sư gì đó đâu ơi, khán giả gì đâu ơi, khán giả mà bỏ mấy bo đi đâu mất tiêu rồi, làm ơn đi ngang vô đây coi thử nhẹ cái coi, trời ơi, coi thử nhẹ cái coi biết nhục không. Trời ơi là trời, mèn đét mẹt ơi. Trời ơi, trong khi đó, tôi có đầy đủ cơ sở. Muốn biêu có sẵn hết trơn, không có khó gì hết trơn. Trời ơi là trời, sao kỳ trời. Sao mà, thôi chết rồi. Không biết thì, này đội cái gì của gì nha. Thế này đội cái nón, đội cái gì cho nó đừng thiên hạ, đừng dòm, bất cỡ luôn gì. Không biết ngày mai á, ngày mai bắt đầu lên live, đưa cái mặt ra, không biết sao cái gì nha. Ngày mai quý vị để ý giùm mấy boy nha, ai mà có vô ủng hộ cho ổng á, thì cái nhà dòm cái mặt của ổng rồi, cái ổng sự cái ổng quen quý vị. Trời ơi là trời. Thiệt á, hoặc là khán giả nào á mà muốn cho công tâm hen vô bình luận. Ê trời, ông gì đó ơi. Ông nói rằng là ông không đưa 10 bill cái thằng hai lũi nào. Cái thằng hai lũi nào mà mấy bo nó phát lên cái gì mà tôi có đầy đủ cơ sở, muốn bill có sẵn nè, không có khó gì hết trơn á. Trời ơi là trời, thôi chết rồi, mèn đét mẹt ơi, thôi chết luôn rồi, nhục quá rồi, nhục luôn á. Thiệt á, nhục quá nhục luôn quý vị. Trời ơi, thôi banh này. $6,000 khởi điểm ra đi từ đi nhận. Chết luôn. Và liên quan tới một người đó là được nêu tên là Lê Thanh Minh Tú. Ở đây ngày qua tôi có chia sẻ các bạn đó. Và chính tôi là tôi đã trên cái bài luồng like, tôi nói rằng nếu mà em Lê Thanh Minh Tú đó có nghe được luồng like này thì nên xem xét lại.
và dừng đi những cái việc mà không thích. Vì tại sao tôi nói? Bởi vì tôi đã được kiểm chứng, tôi đã được kiểm chứng kiểm chứng là có chứng nha, kiểm chứng là có hai có chứng nha, chứ đừng có kiểm chứng ra hai họ nha. Vì đây nhỏ bo nói phản biện hay quá, chính xác Trần Liên, xin cảm ơn Trần Liên nha. Xin thưa quý vị, ông nói là ông kiểm chứng rồi, hiểu gì nha, kiểm chứng là phải đầy đủ chứng nha, cho kiểm chứng mà có hai chứng không được, có hai hòn là không được nha. Kiểm sao tới lui giờ còn hai hòn, bây giờ thử coi kiểm tra lại coi còn cái hòn nào không. Kiểm tra lại coi nha. Clip này ngày hôm nay bé bo phân tích lên đây thì bắt đầu là có khoảng 3-4 ngàn người coi, thì 3-4 ngàn người coi này bắt đầu nha, rồi không biết là đối chất làm sao với 3-4 ngàn người coi, người ta sẽ đặt câu hỏi, ủa trời ơi ông kiểm chứng là hấp thảy là bao nhiêu cái chứng vậy, hay là có hai cái hòn nha, ông kiểm tra lại nha, coi thử bao nhiêu cái chứng, 3 cái hay là 4 cái hay là 2 cái. Trời ơi mèn đét mẹt ơi, nếu mà kiểm ra 2 cái chứng mà 2 hòn là đúng nha, mà kiểm ra mà nó ra 3 hòn là mệt à. Coi lại đi, bây giờ coi liền đi, đang núp lùm phải không, coi liền đi nha, coi liền đi, coi liền đi, còn mấy hòn. Mèn đét mẹt ơi, tôi đã kiểm chứng quý vị, tôi đã kiểm chứng có cái gì gọi là chứng từ chuyển tiền. Trời ơi, có cái việc là chứng từ chuyển tiền, trời ơi là trời, nhức nách thiệt chứ. Có cái việc là chứng từ chuyển tiền quý vị, trời ơi là trời ơi, mèn đét mẹt ơi, quá trời, chú luật sư nói đúng quá luôn ha. Có cái việc là gì, có gì chứng từ chuyển tiền, ghê ha, ghê ha, ghê ha. Có cái gì gọi là chứng từ chuyển tiền đó. Tôi đã được kiểm chứng. Có cái gì gọi là chứng từ chuyển tiền, phải dùng từ biêu đó, hay dùng từ biêu á, có chứng từ chuyển tiền hay dùng từ biêu đó. Cái chứng từ chuyển tiền nó biêu không, biêu là nó là cái gọi là chứng từ giao tiền. Đó, giao tiền nhận tiền. Không biết sao mà chú La Liếm giờ thấy cái vụ này rồi chú không biết chú chối sao ta. Xóa hết rồi quý vị. Mấy cái clip này là ông ta đã xóa hết tốt tất tần tật quý vị nha. Tất tần tật rồi. Đúng rồi. Đó. Tôi chưa bao giờ nói 10 cái biêu gốc hết. Nhưng mà bây giờ nó là tôi đã kiểm chứng. Hen. Còn muốn biêu có biêu, không có gì khó hết trơn. Muốn biêu có biêu. Thì bây giờ xin thưa đại gia đình, bây giờ tới giờ bé bo nói nè, kính thưa đại gia đình, những cái video này, những cái clip này ông ta đã xóa tất tần tật rồi. Ông ta nghĩ rằng là xóa rồi xong. Vậy thì bây giờ trong cái vụ 10 cái biêu của bầu ha, ở đây bé bo không nói rằng ai là người chịu mưu, ok ha. Việc mà thư kiện bên Mỹ như thế nào, hoặc là sắp có thư kiện, hey, sắp có thư kiện ở Việt Nam nghe quý vị nha, thì đợi đó tính sao. Nhưng mà cái chúng ta quan sát và thấy được rằng có một nhân vật đó là được cho là luật sư, đề cập cái vụ này được cho là cái người mà có thể đại diện ủy quyền hợp pháp với bầu ha, và rất là hăng máu trong cái việc mà 10 cái biêu này, hay lên phân tích chia sẻ và đề cập rằng bầu ha đã chuyển cho mình 10 cái biêu. Trong tay tôi nói rất là nhiều các kênh YouTube và những người có liên quan, trong tay tôi đang giữ 10 cái biêu không che có che và đã kiểm chứng chứng từ đàng hoàng, ok. Nhưng mà thế giai đoạn ngày hôm nay ông ta đã phủ nhận tất cả những điều đó. Phải chăng ông ta là một con người xin thú gì cháu trợ? Nhưng mà sự cháu trợ của ông ta đâu đó vẫn còn để lại những cái video này để cho cộng đồng mạng chứng minh được rằng là ông ta là một kẻ rất là nổi láo, một kẻ lộng ngôn. Thì việc lộng ngôn và nổi láo như vậy đối với một nhân vật là con nuôi ông cụ Lê thì sao thưa quý vị? Có lẽ quý vị biết không ai là cái người mà là chủ mưu trong cái vụ bào hoa này hết, mà nó nhậu hứng từ một cái câu chuyện cá nhân của bào hoa là một khán giả. Bà ta có một cái điều nó không hài lòng đối với một nhân vật là Minh Tú, và bà ta có những cái lên nói kiểu này kiểu kia ABCD. Rồi có những người lợi dụng câu chuyện đó, nhân danh câu chuyện đó để làm gì? Để nhân bạn nó lên, để tung một cái quả mù thật là lớn bằng phương pháp là chia sẻ thông tin rộng khắp trên mạng xã hội, gây một cái quả mù thật là lớn để cộng đồng mạng gieo vô đầu vô khán giả những điều tai hại, những điều mà bất lợi đối với một nhân vật đó là Minh Tú, để rồi bị hầm quan, rồi để rồi mất rất là nhiều. Xin thưa quý vị, việc hành vi mà tung lên một quả mù như vậy liệu có đủ cơ sở mà để cho nhân vật là con nuôi ông cô Lê thực hiện một cái vấn đề để làm gì? Để đặt vấn đề là thư kiện ở tại Việt Nam hay không? Bé Boy xin cảm ơn chị Chelsea Lalo nó ghi lì xì cho bé Boy nhé. Cảm ơn chị rất nhiều. Ủng hộ bé Boy phản biện luôn chính xác và công tâm. Cảm ơn chị nhé. Đúng không quý vị? Liệu ở đây là con nuôi ông cụ Lê có thể thực hiện một vấn đề pháp lý trong tương lai ở Việt Nam hay không? Thì cái việc mà thực hiện pháp lý thì bé Boy đã từng phân tích rồi. Thực hiện ở Việt Nam, sát bên, tiền thì ít, rất là dễ, không chịu làm, đi làm bên Mỹ. Không biết sao nữa.
Cái vấn đề hiện tại bên đây là nó đang rõ ràng như vậy. Hành vi của ông này, vai trò là một luật sư, ý tài ý tặng, ý nổi tiếng, và bắt đầu gom những cái điều ma mị, những điều mà chưa có rõ ràng, mà ông ta hứa là ông đã kiểm chứng và ông có cơ sở, có bằng chứng, có bill thì có bill. Việc ông ta lên mạng nói như vậy thì chẳng khác nào là nhục mạ và vu khống một cái người đó vậy. Con nuôi ông cụ Lê, thưa đại gia đình, một tác hại cực kỳ lớn, thưa quý vị. Cái cách này chẳng khác nào những gì mà gia đình Thiện Am đã từng gánh chịu bởi một cái đám đông về gì, về truyền thông cho rằng gia đình Thiện Am là loạn lưng, bày đàn, sống ăn ở với nhau như là bậy bạ, tình dục bậy bạ. Và gia đình Thiện Am có những hầm bí mật rồi chứa Diễm My rồi ABC, rất là nhiều thông tin, thưa quý vị. Những thông tin đó là điều các kênh YouTube họ khuếch tán ra mà hoàn toàn không có một cái cơ sở bằng chứng, để rồi gia đình Thiện Am phải mang một cái tiếng oan là gia đình Thiện Am ăn ở loạn lưng bày đàn với nhau, đúng chưa quý vị? Đúng chưa? Rồi bây giờ cái cách mà tung quả mù như vậy thì bây giờ quý vị hãy nhớ lại cái vấn đề mà liên quan đến cái việc mà cái giấy xét nghiệm ADN của gia đình Thiện Am bị rò đi trên không gian mạng, thì bây giờ những cái giấy xét nghiệm đó nó cũng gần giống như 10 cái bill của Bào Hoa, nó cũng gần giống như vậy, một cái người này đưa ra, nhưng mà những người khác, những cái kênh YouTube vệ tinh, những cái kênh YouTube của chính nghĩa địa đã nhân danh câu chuyện đó và vu oan gia đình Thiện Am một cách rất là nặng nề. Rồi bây giờ ông La Liếm cũng chơi cái trò ném đá dấu tay, cũng lợi dụng câu chuyện đó, nhân danh mình là cái người làm gì chia sẻ YouTube, mình là luật sư và lên xác nhận sự việc là có đúng, kiểm chứng bill có đầy đủ. Rồi bây giờ tung một cái quả mù như vậy cũng nhục mạ chà đạp một nhân vật, đó là con nuôi ông cụ Lê, thưa đại gia đình thân yêu. Ở đây quý vị dù có ghét có thương nhân vật con nuôi ông cụ Lê đi nữa thì đây chúng ta xác nhận một điều rằng bản thân ông La Liếm này không phải là cái người chủ mưu trong vụ ba, nhưng ông ta lợi dụng câu chuyện đó để tung một cái quả mù thật là lớn, để gì? Để chà đạp nhục mạ một con người, vu khống một con người, đó là gia đình Thiện Am. Bè bò nói đúng, nó phải cả nhà thợ tim, đúng không quý vị? Bây giờ còn chối gì nữa hả chú La Liếm? Bây giờ chú chối cách nào? Chú bây giờ lên bờ xuống ruộng, chú lên mây xuống đất, xuống vô lòng đất, chú trốn đi nữa, cái sự thật nó vẫn là sự thật. Đây là những cái cơ sở bằng chứng ở đâu quý vị? Bằng chứng không phải bè bò bịa ra, không phải quý vị bịa ra, không phải chúng ta lồng ghép, mà là bằng chứng chính là cái miệng của ông ta nói. Ông ta xác nhận là ông ta có bill, ông ta xác nhận là ông ta đã kiểm chứng có chuyển tiền, ông ta xác nhận rất là nhiều vấn đề, và những video này hầu như đã là xóa sạch, quý vị, nó đã xóa sạch rồi. Nhưng mà hình ảnh đó, video đó, bằng chứng đó còn đó, còn nói gì nữa? Còn có cách nào mà mình cãi lại cái đó, mình cho rằng ôi mình đúng không? Bây giờ cãi một cách nào? Ông lên ông phản biện đi, ông lên ông nói đi, có dám nói không? Câu hỏi Bào Hoa đặt cho ông ta là ông ta đã thốn rồi, đã thốn và đã khó chịu rồi, đã khó chịu rồi. Và bây giờ ngày hôm nay khỏi cần ông ta lên nói nữa. Cái việc ông ta cho rằng cái thằng nào, ai, nhân vật nào mà lên nói như vậy là những kẻ vu khống, đúng không? Thì bản thân ông có phải là một kẻ vu khống hay không, thưa đại gia đình? Bây giờ ông ta nói xong rồi ông ta xóa sạch, ông ta, tôi không có đưa, là tôi không xác nhận. Ủa, rồi những lời nói của nhân vật này là ai? Những người này là ai? Có cần mấy bo đưa clip gốc ra hay không? Có cần mấy bo đưa clip gốc ra hay không? Đầy đủ mặt mày luôn, đầy đủ cử chỉ luôn, đầy đủ hành động luôn, đưa nguyên clip full luôn. Có cần không? Có cần không? Cho nên bây giờ xin thưa quý vị, sự thật mãi là một cái sự thật, đúng không? Sự thật mãi là một sự thật thôi, không có gì mà chối cãi. Ngày hôm nay là ông ta không có đường nào chối cãi. Bé Boy làm một chủ đề, bé Boy luôn theo sát vấn đề này, làm cho quý vị hiểu rõ được vấn đề. Có nhiều người khán giả đặt ra câu hỏi rằng, ủa, thời điểm đó ông làm như vậy để được cái gì? Thì xin thưa quý vị, những gì mà ông ta làm trong thời điểm đó là gì? Mục đích làm gì quý vị còn nhớ? Bé Boy đã từng phân tích cái vai trò của nhân vật là con nuôi ông cụ Lê, là một cái mắt xích, mà mắt xích này nó móc liền với cái gọi là luật sư Thiện Am, móc liền với Đa Đề và móc liền với gia đình Thiện Am, thưa quý vị. Cái gọi là đã từng là đại diện, dẫu biết rằng là sau này nó không còn đại diện nữa, nhưng ít gì nhiều nữa, nhân vật con nuôi của Lê cũng là một cái mắt xích mà nó móc liền với Thiện Am, và móc liền với Đa Đề với Thiện Am, móc liền với luật sư Thiện Am với Thiện Am. Vậy thì cái việc mà làm phá tan cái mắt xích này ra, đập đổ cái mắt xích này ra, là đó là cơ hội để cho họ xâm nhập vào gia đình Thiện Am, để họ chấn giữ Thiện Am, họ cắm sào vào trong gia đình Thiện Am. Và cái thực hiện ước mơ của họ đã thành công. Tức là khi họ tấn công và phá vỡ cái mắt xích là con nuôi của Lê này, bẻ gãy mắt xích này, khi đó Đa Đề sẽ tan rã. Gia năm luật sư Thiện Am cũng không còn liên hệ tới Thiện Am. Và cái mắt xích này đã tan rã rồi, mất uy tín rồi, cộng đồng mạng tẩy chay rồi, thì đó là cơ hội để họ bước vào một cách đường đường chính chính. Để làm gì? Để họ độc chiếm Thiện Am. Và trong vòng 1 năm nay, thưa đại gia đình,
Họ đã nhân danh câu chuyện thiền âm này lợi dụng biết bao nhiêu là những nhà hảo tâm, những khán giả, đúng không ạ? Đấy, và họ đã thu lợi bao nhiêu là vấn đề. Từ cái vấn đề chống dòng chống thấm, từ những vấn đề về quỹ này quỹ nọ ABC tất tất tần tật. Dẫu biết rằng là quý vị tự quyền đóng góp, nhưng ở đây cái gọi là đứng ra để mà lo cho đình thiền âm, luật sư đứng ra bảo vệ cho đình thiền âm, luật sư nghiên cứu thiền âm, xin thưa đại đình, một năm trời họ làm được gì cho gia đình thiền âm không? Không, chỉ biết vô đó trồng bông, chống dột, chống thấm, rồi tiền bạc đổ xô một cách rất là nhiều từ những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân, tới nỗi mà bây giờ ông ta còn phải giới thiệu rằng quý vị về tới tôi sẵn sàng tôi đón rước, tôi đưa quý vị thẳng vào trong gia đình thiền âm, khỏi đi đâu vòng vòng, tới cỡ đó đâu quý vị. Thì quý vị thấy rằng nè, ở đây việc mà ông thực hiện một năm trời, những gì ông đang diễn ra không có lợi ích cho gia đình thiền âm hết. Cho nên mục đích đá đổ nhân vật con nuôi của Lê dân dách thiền âm, đó là mục tiêu, và mục tiêu đã thành công bằng cách làm gì? Vu khống trong vụ 10 cái bill. Bé Bo nói vậy có sai không hả chú La Liếm? Bé Bo nói vậy có sai không hả bà Bành Thị Thọt Thọt? Đúng không đại gia đình thân yêu? Cái vấn đề ngày hôm nay, việc mà bé Bo chứng minh cho quý vị thấy là cái giá trị con người của ông ta, cộng hưởng thêm là trong đó có bà Thọt Sĩ. Bữa nào tôi lấy vài clip cũ ra, bà Thọt Sĩ bà chết nữa. Bà Thọt Sĩ còn vài clip nữa, bà ta cũng khẳng định như đúng rồi, A, B, C, D như vậy đó. Bà đừng có chối, bà đừng có chối kiểu nào hết. Thì với những con người đóng vai trò là luật sư, thú vị, biết luật hiểu luật mà làm vi phạm pháp luật, biết luật hiểu luật và nhân danh cái gọi là tôi là luật sư, tôi quyền chia sẻ thế này nọ, rồi khẳng định à đúng nè, có biêu nè, gửi thế này là tôi xác định, tôi kiểm chứng, đó là những điều tai hại, và đây là dấu hiệu của một sự vu khống và muốn trà đạp nhục mạ một con người. Việc con nuôi của Lê có thực hiện một vụ kiện ở Việt Nam hay không thì có lẽ rằng sẽ chờ trong tương lai. Cái việc thư kiện của họ bé Bo không muốn tham gia, nhưng đó có đầy đủ cơ sở hay chưa? Việc đó nhân vật con nuôi của Lê nên có sự tham khảo và lưu lại tất cả những bằng chứng này để làm gì? Để thực hiện một vụ kiện. Không thể nào ơi, ông lên ông dục mạ tôi, ông vu khống tôi, ủa rồi cuối cùng giờ không có nào, không có ABC đây. Nếu như điều kiện rằng bà Hoa có thể làm nhân chứng trong vấn đề này, bà Hoa có thể ủy quyền hoặc có thể trở về Việt Nam để mà làm nhân chứng trong cái việc này hay không, xin thưa quý vị, là lúc đó ông La Liếm sẽ như thế nào thưa đại gia đình? Việc đó là việc của con nuôi ông cụ Lê. Ok. Còn đối với khán giả, trong trang thiền âm này, bé Bo nói thật quý vị, cái điều mà tới giai đoạn ngày hôm nay á, là nhiều chủ kênh họ làm để lại kiếm tiền YouTube. Có khi họ bị thay quá, họ bị cuốn theo bởi cái đồng tiền quá lớn. Họ không có kiềm hãm được bản thân. Từ cái gọi là luật sư quý vị bây giờ trở thành là La Liếm, từ cái gọi là luật sư bây giờ là Bành ra Thọt Thọt. Nhìn nghe rất là phản cảm, nó rất là dơ dáy. Không phải họ có những cái từ như vậy đâu, mà tại vì sao? Tại vì cái mà thể hiện trên không gian mạng của họ bây giờ nó thể hiện rất là rõ cái bản chất của họ rồi. Từ là cái người rất là đẹp, bây giờ nó dơ lắm, nó dơ và nó xấu vô cùng thưa đại gia đình. Nó dơ và nó xấu vô cùng. Bé Bo xin cảm ơn chị Vy Kai nha. Nó dơ và nó xấu vô cùng thưa quý vị. Và bây giờ quý vị thấy đó, tới giai đoạn ngày hôm nay, khán giả nên nhìn nhận lại một cái góc độ mà mình đã từng ủng hộ, mình đã từng chia sẻ, mình đã từng bi a họ. Đôi khi quý vị cộng hưởng theo họ là quý vị đang gì? Đang làm một điều mà hết sức là tội lỗi. Có rất là nhiều khán giả và nhiều chủ kênh bây giờ họ quay lại, ok, họ welcome bé Bo, họ hi hai, họ xin chào bé Bo. Thật sự họ không cần phải nói một lời xin lỗi thưa đại gia. Họ không cần xin lỗi, không phải xin lỗi riêng bé Bo đâu, mà xin lỗi luôn cả những khán giả bé Bo nữa. Tại vì hồi đó những khán giả bé Bo đi theo bé Bo là đều bị chửi, đều bị chửi, một số chị em khán giả là đều bị chửi, đều bị gieo rằng à cái người này là thế này người kia, bắt đầu là quá trời bị chửi thứ gì, đúng không? Ở đây á, bé Bo và khán giả của bé Bo, tất cả chúng ta không phải là bắt buộc những khán giả mà núp lụp nghe hoặc là những khán giả mà đang theo dõi câu chuyện này phải lên một lời xin lỗi, không cần. Chỉ cần quý vị nhìn một cách công tâm, quý vị nhìn một cái sự việc một cách rõ ràng như vậy đó, bé Bo không vu khống, bé Bo không bị đặt, mà đây là chính lời nói của ông ta đã gì, đã tự giả vô bản mặt ông ta rồi, chính họ tự giả vô mặt họ mà thôi. Bé Bo đâu có vu khống đâu, bé Bo đâu phải bịa chuyện quý vị, đây là lời nói của ông ta, lời nói ông ta như vậy đó. Những gì đã quá khứ là chứng minh cho những gì hôm nay, là ông ta là kẻ nói giáo, nói láo, nói dốc, nói láo, láo xạo, đúng không? Vậy thì quý vị, nếu mà quý vị ủng hộ cho những con người như vậy thì là quý vị đang tiếp tay với gì? Với tội ác. Đang tiếp tay với tội ác. Dù quý vị có ghét bé Bo, có thương bé Bo đi nữa, nhưng cái sự thật nó là như vậy, đúng không? Đó, cho nên một lần nữa hy vọng rằng khán giả, cô bác anh chị trong nước ngoài nước, đặc biệt ai mà xưng danh tôi là fan thiền âm, thì quý vị hãy một lần sống công tâm cho cái gọi là thiền âm đi.
Tại vì sao quý vị? Tại vì những người này mà nhân danh gia đình thiện âm như vậy và gieo vô đầu khán giả rất là nhiều những điều tai hại, họ sẵn sàng họ chà đạp những người nào mà bất lợi cho họ. Bé Boy là cái người đã từng được cho là cái thanh thanh lao mà nó ngạo mạn, thanh thanh lao mà chành hãm, tẩy chay. Tẩy chay, người này kêu tẩy chay, thọt sĩ cũng kêu tẩy chay. Để làm gì? Để sợ tiếng nói bé Boy nó đang lớn dần nó mạnh lên. Bé Boy nói quý vị là áp chế của họ, là cái con một cái sự ác khẩu của họ. Và tới giai đoạn ngày hôm nay bé Boy vẫn tồn tại là gì? Tại vì bé Boy luôn chia sẻ một cách sự thật. Chia sẻ một cách sự thật, bé Boy cực khổ, hoặc là bé Boy rất là nhờ có những khán giả họ chia sẻ những thông tin. Đó là những điều mà khán giả là nhân chứng sống. Vì họ đã gì? Họ đã xem những clip đó, họ share là bé Boy, ok. Và đó là cái việc mà bé Boy thể hiện lên đây để chứng minh cho quý vị thấy sự thật nó là như vậy, thưa quý vị. Những con người này nhân danh gia đình Thiện Âm đạp đổ những người mà cảm thấy rằng vướng tay vướng chân hoặc là hết giá trị lợi dụng, bao nhiêu con người bị chà đạp rồi quý vị, đúng không? Bé Boy là cái người mà đã từng bảo vệ tiếng nói cho họ, ở đây gọi là bảo vệ tiếng nói trên mặt truyền thông, chứ không, bé Boy không có tiền bạc giàu có gì mà quăng gai bảo vệ cho họ, thưa quý vị. Bé Boy không phải là mạnh thường quân, nhưng mà bà Núng Đen đã từng gì nhét họ vô dùng kính, lấy cái đầu họ để dưới mông bà Núng Đen để bà ngồi. Bé Boy lôi ra thấy muốn chết luôn, lôi ra muốn chẹo cái vai quý vị, thì các lôi muốn chết gì. Là vì mình dùng những cái lời lẽ của mình để mình gì? Mình bảo vệ cái hình tượng của họ. Nhưng mà cuối cùng họ cũng đem bé Boy ra chửi cha mắng mẹ bé Boy mà thôi. Quý vị thấy. Rồi tới nỗi mà bây giờ nói ngạo ngay như chỗ anh Nguyễn Tiến Dũng. Là cái người mà thật sự mà nói trên mạng xã hội này không có ai mà bảo vệ cái bà Bành Thị Thuật như là anh Tiến Dũng. Từ cái vụ mà camera bên hông, camera bên giữa và từ rất là nhiều những vấn đề khác. Từ cái tiền phục hồi tin nhắn 400 đô rồi tiền Hà Nội bọt Hà Nội 2, tiền trai cho, tiền từ lứa hột dứa, ô màng đát mẹt ơi. Anh Dũng cưng cái bà này giống như cưng con quý vị. Phải nói chung giống như cưng con luôn á. Nhưng mà cuối cùng bà ta cũng phải kêu bằng thằng Nguyễn Tấn Dũng, phải chửi rằng là điếm đàn, điếm thúi, chửi là thế này thế nọ. Và ông La Liếm cũng chửi thôi. Đúng không? Cũng chửi thôi. Thì quý vị thấy rằng cái giá trị như thế nào, rồi kéo hiệu lệ anh Tấn Dũng này là những mạnh thường quân, những khán giả. Có những người được cho là đã từng được cho là nhóm nhận, mà có những người đã từng đóng góp trong Hà Nội 1, Hà Nội 2, bây giờ bị đem ra chửi một cách tất tần tật. Ngày hôm nay ông La Liếm lên nó phân tích cái bài ông bảo vệ cho một người tên là cái gì mà chú Nguyễn Liêm gì đó. Bé Boy thấy rất là tức cười. Ok, chú Nguyễn Liêm là một mạnh thường quân. Ok, ông ta đã bảo vệ mạnh thường quân. Vậy thì những gì mà ông ta đã từng xúc phạm nhóm nhận, xúc phạm những người khác, ông ta chà đàm cách nặng nề như vậy, bà thọt sĩ cũng vậy. Vậy thì ông bà bảo vệ cái giống gì? Ông bà bảo vệ cái giống gì? Đúng không? Bây giờ nói nào ngay chị Dầu Thông Pháp là một trong cái người mà khi mà cái sự mà bé Boy đã ghẻ một cái ranh giới rồi, quý vị muốn bước bên trái bên phải thôi, thì cái chị Dầu Thông Pháp này đã gì? Đã đầu quân cho bà La Liếm, tốn tiền về thư kiện, ủng hộ hết mình, cũng là một mạnh thường quân của gia đình Thiện Âm. Thế mà bây giờ chị Dầu Thông Pháp lại bị chà đạp và bị đem ra so sánh chứ. Cái điều đau đớn nhất là gì? Bị chà đạp một chuyện, bị bỏ rơi một chuyện, bị đe dọa một chuyện, mà bây giờ bị đem ra so sánh với một cái người đó là gì? Cái chị PV, một mạnh thường quân mới của cái nhóm nồi cháo heo. Chị kia sọp hơn, chị kia ngon hơn, đúng không? Và chị kia đang có một sự bầu bạn với những người khác, giống như là bạn bè nha. Ở đây Bebo nói là quan hệ bạn bè với những người mà được cho là gì, đồng minh. Rồi bây giờ bên đây thấy ngon hơn, bây giờ chị Dầu Thông Pháp lại là nạn nhân của những con người này. Thì quý vị thấy đó, họ chơi thân với nhau, họ chơi chung với nhau, và bây giờ chị Dầu Thông Pháp lại gì, lại ôm tất cả những vấn đề đó. Ở đây nhiều khán giả không thích chị Dầu Thông Pháp, cũng như nhiều khán giả không thích Bebo, nhưng mà quý vị cũng nhiều khán giả không thích đi anh Dũng, nhưng mà quý vị hãy công tâm. Quý vị hãy công tâm một điều rằng là gì? Là cái nồi cháo heo này, hai ông bà La Liếm này đã từng chà đạp những người đã từng sát vai sát cánh với mình, và đem ra chà đạp khi hết giá trị lợi dụng. Nói một cách dân giả, đó là ăn cháo đá bát, qua cầu gút dáng, thưa đại gia đình. Bé Boy nói phải, cả nhà thả tim. Đúng không quý vị? Bé Boy nói phải, cả nhà thả tim, thưa đại gia đình. Đúng không? Cho nên cái giá trị ông bà này như vậy. Vậy thì cái điều ở đây rất là nhiều những nhà hảo tâm mạnh luôn, họ đang nằm trong đó gì đấy, đang nằm trong một cái hẻm cùng như vậy. Vậy thì ở đây xin thưa đại gia đình, cái gọi là gia đình Thiện Âm, quý vị có đặt câu hỏi ra một ngày nào đó, nếu như để cho ông bà này cứ nằm ổ nằm dùng trong gia đình Thiện Âm, thì một ngày nào đó gia đình Thiện Âm có bị tổn thất không, có bị tấn công không, có bị để thừa hay không? Đại gia đình có hay không, có hay không thú vị? Có hay không thì xin mời đại gia đình nhìn lên màn hình. Có hay không cả nhà nhìn lên màn hình nha.
Có hay không thì cả nhà nhìn lên màn hình giùm bé Bo thưa đại gia đình. Đây. Có một tin nhắn của một mạnh thường quân. Ok. Hà Nội khép lại, em đã đi và tiếp tục làm. Văn bản giải quyết cô Xuân có hết. Nếu như chị nói sớm, em sẽ chích ra số tiền là 1.200 đô la cho chị. Số tiền này hiện nay đang chạy chữa bệnh cho cô Hương. Nếu chị muốn, hôm nay em vào Thiền Am đòi lại 3 triệu cho chị. Quý vị thấy chưa quý vị? Quý vị thấy chưa? Có một mạnh thường quân đề cập vấn đề liên quan đến tiền bạc thì bà ta nói rằng là gì? Đi vào Thiền Am để đòi lại 3 triệu cho chị. Vậy thì ông La Liếm đã từng chửi anh Nguyễn Tiến Dũng rằng là gì? À, bệnh hoạn vô đòi cô Hương. Cái tiền gì 200 đô gì đó. Ok, vô đòi cô Hương. Rồi bắt đầu ông La Liếm này chửi anh Dũng mấy clip trời. Cho rằng là Nguyễn Tiến Dũng ác tâm thế này nọ, người bệnh thế này thế nọ, vô đó đòi tiền. Vậy thì ngày hôm nay, bản thân cái bà Bành Thị Thọt Thọt này, bà kêu mạnh thường quân đi vô trong đó để bà đòi là 3 triệu. Vào trong thì em đòi là 3 triệu từ tiền của cô Hương. Vậy thì xin thưa đại gia đình, xin thưa đại gia đình, đây có phải là một cái dấu hiệu mà đem Thiền Am ra sẵn sàng làm một cái con mồi, sẵn sàng bắt Thiền Am làm một cái tấm bia để đỡ lại, để chống lại những gì mà mạnh thường quân họ lên tiếng hay không? Quý vị còn nhớ những gì bé Bo đã từng nói rồi. Việc mà bây giờ 500 đô la của chị Sáng Hai Viên, Triệu Hải Viên, họ không muốn trả, lý do tại vì họ đã trả một số lượng tiền rồi. Giữ lại 500 đô này, lý do là tại sao? Nếu như có thưa có kiện, họ sẵn sàng đem gia đình Thiền Am ra, vì họ nói rằng đem số tiền 500 đô này để làm gì? Để hợp thức hóa cái vấn đề bệnh của cô Vân, bà Hương gì đó. Ok, rồi, hoặc là để làm gì? Để mua đồ ăn cho các bé. Đó là một cái chiêu trò hết sức là bẩn bựa. Mà trong tương lai bé Bo có nói rồi, họ dùng chiêu thức đó để làm gì? Để mà lấy Thiền Am làm tấm bia. Lấy Thiền Am làm gì? Làm cái bình phong. Khi mà khán giả mạnh thường quân nào có thưa có kiện, họ sẵn sàng đem gia đình Thiền Am ra. Nếu tôi bị tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, thì gia đình Thiền Am cũng là cái người hưởng chung với cái số tiền đó. Tức là tiền có, gia đình Thiền Am cũng có ăn chung số tiền lừa đảo đó. Quý vị thấy như thế nào thưa quý vị? Đúng không? Đó, cho nên bây giờ đây là một cái bằng chứng mà có thể nói rằng là gì? Bây giờ ai mà đòi tiền, họ nói rằng tiền này đem vô chữa bệnh cho cô Hương, cô Dân gì đó. Có cần thì vô đó đòi 3 triệu. Thì đây có phải là dấu hiệu mà họ sẵn sàng đem gia đình Thiền Am ra để làm một cái tấm bình phong, một cái bia để chống đỡ họ với cơn mưa bão của mạnh thường quân khi mà họ dậy sóng hay không? Đúng hay không thưa quý vị? Đấy, cho nên bây giờ quý vị thấy rất là rõ cái bản chất thật sự của hai con người này. Tới giai đoạn ngày hôm nay, lừa này tới lừa khác, sẵn sàng đem những người mà được cho là thân cận của mình ra làm tấm bia đỡ cho mình. Bao nhiêu những nhà hảo tâm, bao nhiêu những mạnh thường quân, bao nhiêu những người anh em cùng chung chí hướng, bao nhiêu những người bạn, những người em út của mình, cuối cùng họ cũng dành ăn, họ có làm đủ cho đủ thứ hết, họ đem ra họ chửi hết. Vậy thì Thiền Am là cái gì thưa quý vị? Thiền Am làm cái gì? Một ngày nào đó, không sớm đâu nha, không xa đâu quý vị nha, họ sẵn sàng đem gia đình Thiền Am ra, bắt người Thiền Am đổ vỏ tất tần tật mọi vấn đề để họ tìm cách trốn chạy. Mà theo bé Bo biết được á, là ông La Liếm đang tìm cách trốn chạy qua một cái kênh mới. Có lẽ ông ta đang bấm quẻ về cái số phận của bà Bành Thị Lò Xo. Ông ta đang bấm quẻ và nhìn được cái bà Bành Thị Lò Xo này không có ổn, nên ông ta đang tìm cách đổ dồn vào một cái kênh mới và tìm cách trốn chạy quý vị. Ông ta đã từng tuyên bố rồi, nếu cái kênh này có vấn đề nào, sự cố nào, thì quý vị hãy qua một cái kênh khác. Ủa, bé Bo nhớ là cái kênh của bà Bành Thị Thọt Thọt là tới 2 kênh luôn mà, đúng không quý vị? Tới 2 kênh lận đó. Cho nên cái việc mà cho rằng là sự cố là sự cố gì? Ủa, bà tới 2 kênh lận, sự cố gì, đúng không? Sự cố thì còn có cái kênh ở ngoài Bắc, còn cái kênh ở miền Trung, còn cái kênh ở Vũng Tàu, thì mất mới gì phải tạo một cái kênh mới quý vị. Đó là gì? Đó là dấu hiệu của sự trốn chạy, phe sầu thoát xác. Và bản chất thật sự của ông La Liếm là như vậy. Tới ngay cái ngưỡng cửa này, không ai bắt và chụp được cái đuôi của ông ta, thì xin thưa đại gia đình nha. Bé Bo phân tích sát đúng như vậy để cho quý vị đừng để cho ông ta có cơ hội để mà chạy tội nữa. Đừng để cho ông ta có cơ hội để mà ông ta ẩn mình và ông ta chạy thoát nữa. Lần này nếu ông ta chạy thoát là mệt lắm. Lần này mà quý vị không quay lưng lại, quý vị không nhìn lại, thì bắt đầu ông ta sẽ tìm cách trốn chạy.
xin thưa đại đình. Và tôi nói thẳng luôn cái bà Bành Thị Lò Xo nha, bà chờ đi, ông La Liếm đang tìm cách đó, bà đó tội cũng không vừa đâu nha. Bé Bo nói phải không quý vị? Quý vị có thấy được cái điều đó hay không? Đúng không? Đấy. Thì Ngam là miếng mồi của họ thôi. Chị chay xì la lành, chính xác. Hình như là Vũ Trần gặp thọt thọt ở ngoài đời rồi đúng không ạ? Nhân Lê vậy chị mới cưng chứ. Cưng cưng chứ. Ai đây? Nhắn gì đây? Có một khán giả tên là anh Hùng, là anh là người công chúng. Nếu người ta lừa, sao không đi tố cáo họ? Còn ở đây chỉ xạo lờ, đu trend mà thôi, xạo lờ quá đi bé Bo ơi. Bé Bo rất là tội nghiệp một cái khán giả tên là anh là người của công chúng. Xin thưa rằng, bé Bo không phải là nạn nhân của cái vấn đề lừa đảo này. Bé Bo không phải là Mạnh Thường Quân. Nếu mà anh muốn thì để bé Bo trả lời cho anh nghe cái anh xạo lờ gì đó. Anh nói xạo lờ thì bé Bo không biết xạo lờ là cái gì. Bé Bo chỉ nhớ là anh nói anh xạo lờ gì đó. Thì thưa cái anh xạo lờ gì đó ơi, ở đây đó là bé Bo không phải là nạn nhân của cái gọi là lừa đảo. Bé Bo chỉ bị xúc phạm danh dự thôi, nhân phẩm thôi. Nhưng mà bé Bo đã lưu những cái clip đó, cần thiết thì bé Bo đưa ra làm gì? Làm cái bộ hộ mệnh cho bản thân mình. Việc họ chơi bằng lý luận, bé Bo chơi lại lý luận. Ok. Việc bé Bo ở đây là chưng cầu bằng chứng, tìm bằng chứng để cho khán giả nhìn nhận vấn đề cho nó chính xác. Ok. Còn những người nào mà anh chửi là xạo lờ sao không đi thư kiện, thì xin thưa rằng cái anh này anh đang chửi những cái hảo tâm, những Mạnh Thường Quân. Anh đang chửi những Mạnh Thường Quân và anh đang chửi cái người mà đang bị chà đạp vu khống ở đây, là đó là gì, con nuôi của Lê đó. Đó, chứ mà chửi bé Bo. Và cũng xin thưa rằng cái anh gì mà anh là người công chúng gì đó. Hen. Làm ơn, ở đây người lớn hết rồi. Riêng có bé Bo là nhỏ nhất ở đây thôi, nhưng mà làm ơn anh cũng nói chuyện cho đàng hoàng chút xíu nha. Tại vì ngôn từ văn tục của anh nó rất là dơ nha, trước khi xúc miệng là phải nói chuyện thôi thôi nha. Xúc miệng cạo lưỡi nha, rồi bắt đầu là rồi dùng tấm nước đó bắn găng sạch sẽ thơm tho đàng hoàng, rồi ăn thêm một viên kẹo, uống một ly cà phê, rồi uống thêm 10 lít nước nữa nha anh nha, để cho cái thông họng thông cổ nha nha anh nha. Nói chuyện cho nó thơm tho chút xíu, cho nói chuyện là mất lịch sự quá, lớn tuổi nào nói chuyện kỳ quá. Ok. Đấy. Mà ngộ lắm, cũng đi gọi là mà cái anh bây giờ xin thú vị nha, bây giờ tài khoản ảo nhiều lắm, vậy mình không biết người ta là ai quý vị. Người ta không biết là ai. Mấy người mà ta đai nghiến mình nó ngộ lắm. Ở đây mình cũng chia sẻ bình thường thôi, còn ai đây đai nghiến mình gán chịu. Ai đai nghiến bé Bo thì gán chịu nha, chứ giờ sự thật đó là sự thật đó hả? Chứ giờ mình đâu có cãi được, đúng không? Mình đâu có cãi được. Đúng chưa quý vị? Đấy. Hóa Trường đã nói rồi, hai Hồng dùng kế ve sầu thoát xác, mọi chuyện trút vô cho gia đình Thiền Am. Chị chơi xì lo anh, kho hàng bé Bo toàn là hàng hiếm, không nói nha hai Hoàng. Kho hàng bé Bo toàn là hàng hiếm, hàng hiếm quý vị nha. Hàng này là coi như là gì đây, câm luôn càng tốt hả? Chị Phố Phạm hả? Ai câm vậy? Ai câm luôn vậy? Mèn đét mẹt ơi, ngày hôm qua có cái người nào đó lấy cái avatar của chị Phố Phạm quý vị, tên là gì, hoa vô sắc vậy đó, cái người đó là người ảo rồi nha, bé Bo chết rồi nha quý vị nha. Bé Bo có chết cái link rồi, cái người đó không phải là chị Phố Phạm nha quý vị nha. Đấy. À, Phúc Tiên Phan khuya rồi, tôi đi ngủ, mai xem ngủ nha bé Bo, chúc cả nhà ngủ. Ok, cảm ơn Phúc Tiên Phan nha. Ok. Rồi ok quý vị nha. Rồi không làm cho quý vị mất thời gian nữa. Đã qua một tiếng mấy đồng hồ rồi. Cảm ơn quý vị đã xem video ngày hôm nay và cảm ơn những chị em khán giả đã lì xì cho bé Bo nha. Và cũng cảm ơn khán giả Việt Nam đã ủng hộ cho bé Bo và cũng như là khán giả ở hải ngoại ha. Ở đây xin thưa quý vị rằng, quý vị thương bé Bo thì ấn like ủng hộ cho bé Bo nha. Đấy, để giúp bé Bo tương tác nhiều hơn. Vì bé Bo là muốn lan tỏa thông tin của mình để cho mọi người cùng xem, đặc biệt trong cái channel Thiền Am này thưa quý vị. Và nên nhớ rằng bé Bo theo sát câu chuyện nào là theo sát tất tần tật cho nó rõ ràng một vấn đề. Một khi mà vấn đề phân tích tới giai đoạn ngày hôm nay là ông La Liếm không còn đường nào cãi trong vụ 10 cái bill nữa. Không còn đường nào mà đỡ được quý vị. Đỡ được làm gì khi mà chính miệng của mình đã từng thốt ra. Đúng hay không đại gia đình? Ok, cảm ơn quý vị rất là nhiều nha. Cầu chúc quý vị vui khỏe, gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp quý vị ở một cái chương trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye quý vị.